Chương 2441 ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. đệ tử cũng là lần này lúc đi du lịch tại Tây Xuyên, chi địa ở Đại Lục Lôi Đình phát hiện một mỏ Huyền Ngọc ẩn giấu cực sâu, trong lúc vô ý mới phát hiện được nhiều hạo âm thạch ở chỗ trung tâm của nó như vậy. Bạch Quả Nhi lập tức cung kính trả lời, thì ra là thế, nhưng nếu không phải người tu luyện Hàn Phách thần thông tới cảnh giới như thế, chỉ sợ cũng không cách nào cảm ứng được những hạo âm thạch này. Lần này xem như ngươi lập nhiều đại công rồi, đi xuống trước đi, lát nữa hiển nhiên ta sẽ trọng thưởng xứng đáng." Hàn Lập gật đầu, sau đó thần sắc ôn hòa phân phó, "Vâng, vậy đệ tử xin cáo lui trước." Lúc này Bạch Quả Nhi nhu thuận thi lễ lần nữa, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Hàn Lập chờ thân ảnh xinh đẹp của Bạch Quả Nhi biến mất sau cửa điện, trên mặt mới hiện lên vẻ đăm chiêu. Hạo Âm Hàn Phách Sơn trong nguyên hợp ngũ cực sơn rút cuộc đã có thể luyện chế bây giờ cũng chỉ còn lại tài liệu để luyện chế tòa bắc cực nguyên sơn cuối cùng là không có tin tức gì nhưng đối với điều này thực sự hắn cũng không quá lo lắng năm đó ở trụy ma cốc tại nhân giới hắn đã từng tận mắt thấy số lượng bắc cực nguyên quang kinh người nghĩ tới hẳn là tại nơi đó có thể dễ dàng tìm được số lượng bắc cực nguyên tinh cần thiết tuy nhiên với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn bản thể đương nhiên không thể nào trực tiếp hạ giới được nếu không sẽ không thể nào chịu đựng nổi lực bài xích kinh khủng của giao diện, cũng chỉ có thể vận dụng tinh bản chuyên môn phá giới, cộng thêm một cái giá không nhỏ, mới có thể để một đám phân hồn phá giới trở lại nhân giới mà thôi. Hắn một mực bồi dưỡng một đám phân hồn đặc thù trong nguyên hồn đăng, lần này rút cuộc cũng có thể phái đi làm một việc trọng dụng rồi hàn lập vừa nghĩ đến việc có thể trở lại nhân giới thất huyền môn hoàng phong cốc lạc vân tông một đám tên gọi tông môn lập tức hiện lên trong đầu đồng thời hình dáng cha mẹ tiểu muội lệ phi vũ đại diễn thần quân lại càng hiện lên rõ ràng hơn cả tâm trí hắn trong lúc này đều triệt để lâm vào hồi ức mấy tháng sau một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ trong một gian mật thất của thanh nguyên cung trong một cái đỉnh đỏ thắm cực lớn trong mật thất một ngọn núi nhỏ óng ánh màu trắng như tuyết thấp thoáng hiện ra bên trong vô số ngọn lửa màu bạc lượn lờ Ngọn núi nhỏ kia vừa mới ra khỏi đỉnh lô, lập tức đón gió lớn lên, mặt ngoài của nó có các loại phù văn màu trắng như ẩn như hiện, một cỗ hàn khí trắng xóa từ phía trên cuồn cuộn tuôn ra. Rút cuộc đã luyện thành Hạo Âm Hàn Phách Sơn, lúc này chỉ còn lại duy nhất tòa Bắc Cực Nguyên Sơn. Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở một góc mật thất, nhìn ngọn núi nhỏ óng ánh trước mắt, hai mắt khẽ nhíu lại. Một năm sau, nhân giới, trên một con đường nhỏ bí ẩn ở biên giới giữa Đại Tấn và Man Tộc, mấy tên nam tử tướng mạo hung ác, đang vây quanh một đống lửa nướng một con thú nhỏ không biết tên, đồng thời cũng to nhỏ nói gì đó. Mấy người này tuy quần áo cũ nát nhưng bên người đều mang theo đoàn đao, trường thương, các loại binh khí, trên bề mặt của chúng còn đọng lại vài vết máu. Phía xa xa bên cạnh đống lửa còn một gã nam tử vóc người gầy yếu đang nằm ngang, trên mặt đất, Nam tử này thoạt nhìn chỉ khoảng 20, 21 tuổi, sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt nhắm nghiền, mặc một bộ nho bào màu lam, toàn thân bị dây thừng trói chặt, cái miệng há ra đang bị một thanh gỗ hai đầu vót nhọn chèn chặt lại, hơn nữa còn có một dòng máu đen nhỏ không ngừng chảy ra, bộ dáng như sắp chết vậy. Vài tên đại hán kia lại coi như không thấy, vừa ăn thịt, vừa cao hứng bừng bừng nói chuyện với nhau không biết bao lâu sau một tên nam tử tóc tay bù xù trong đó đột nhiên nói với những người khác một câu tên nghèo kết xác hù lậu kia chắc cũng tắt thở rồi ai qua xem một chút đi hắc hắc chỉ là một thư sinh nghèo trói gà không chặt mà cũng dám quản nhàn sự của mấy người chúng ta thật đúng là không biết sống chết ta đi nhìn qua hắn một cái tên nghèo kết xác này hơn nửa ngày không nhúc nhích lấy một lần hẳn cũng sắp chết rồi nếu hắn còn không chết ta sẽ bồi thêm cho một đao tự tay tiễn hắn đi hoàng tuyền một gã nam tử khác dáng người rất nhỏ gầy, liếc xéo về phía nam tử đang bị trói chặt, mặt mũi tràn đầy sát khi nói. Tùy ngươi, nhưng cũng nên giải quyết gọn gàng một chút. Ngày mai chúng ta cũng nên ly khai khu vực này, đến một nơi khác tiếp tục tiêu giao. Gần đây thế giới tu đạo đại loạn, ngay cả cấp bậc như ta cũng không thể tiếp tục lăn lộn nữa. Nam tử tóc tay bù xù kia, không có ý kiến gì, nói, Nam tử gầy nhỏ cười cười với vẻ cực kỳ dữ tợn, sau đó cầm lên một thanh đơn đao, đúng là đi về phía Nam tử mặc áo lam. Hắn tung ra một cước, một tiếng trầm đục vang lên. Nam tử áo lam bị đá bay ra xa vài thước, mặt hướng lên trời, nhưng toàn thân vẫn bất động, máu đen nơi khóe miệng có vài phần ngưng động lại. Nam tử nhìn như gầy yếu này, không ngờ khí lực lại không nhỏ chút nào, vậy mà lại chết thật à? Phì, coi như vận khí người cũng tốt, nếu không còn phải chịu đựng thêm một đao của bổn đại gia. Nam tử gầy nhỏ thấy vậy, nhổ một cục đàm xuống mặt đất, sau đó liền nhắc đao, xoay người đi về bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ tà phong xám xịt từ xa xa cuốn tới, bên trong chợt hiện lên hỏa diễm, một tiếng cười quái dị trầm thấp truyền ra, hay, không thể tưởng được nơi hoang vu này, vậy mà cũng có thể gặp được con mồi tốt như thế. Hấp thu âm hồn của các ngươi, bảo vật kia của ta cuối cùng cũng có thể tế luyện thành công. Không xong rồi, là tên yêu đạo gây xôn xao khu vực chung quanh, mọi người chạy mau, Nam tử tóc dài nghe xong lời nói kia, sắc mặt đại biến, lập tức quát to một tiếng, sau đó đứng bật dậy, binh khí cạnh người cũng không kịp lấy, vội vàng chọn một phương hướng chạy đi như điên. Mấy tên khác thấy vậy, mặt cắt không còn chút máu giải tán ngay lập tức, điên cuồng chạy đi. Trong nháy mắt, xung quanh đống lửa chỉ còn lại một mình nam tử mặc áo lam bất động nằm đó. Cà cạc, Tiếng cười quái dị không ngừng vang lên trong cơn gió sám xịt kia, nó quay tít một vòng, đột nhiên từ trong đó bắn ra mấy luồng khí đen đuổi theo các phương hướng khác nhau, sau một lát từng tiếng kêu thảm thiết thê lương trước sau truyền đến từ các hướng kia theo đó tiếng cười quái dị âm hiểm liền dừng lại tất cả các luồng khí đen kia đột nhiên quay về chỗ không trung bên trên ngọn lửa chúng quay tròn một vòng rồi tụ lại tại tầng trời thấp hiện ra một gã đạo sĩ mặc đạo bào màu đen đạo sĩ kia có một đôi mắt tam giác nhỏ hai hàng lông mày dài hẹp gây cho người ta một cảm giác âm hiểm vạn phần giờ phút này tay hắn đang nâng một tinh cầu màu xám trắng mặt mũi tràn đầy vẻ cao hứng không tệ không tệ Tinh hồn mấy tên kia không ngờ lại ẩn chứa sát khí nồng đậm như thế, xem ra người chết tại trong tay bọn chúng cũng không ít, dùng để tế luyện bảo vật kia của ta đúng là không thể tốt hơn rồi. Ồ, bên cạnh vẫn còn một người nữa, dường như hồn phách còn chưa tán đi, vậy thì cũng thu luôn đi. Đạo sĩ áo đen vốn đang hoa chân múa tay vui sướng một phen, ánh mắt quét qua mặt đất một lần nữa, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền rung rung tinh cầu trong tay về hướng nam tử đang nằm dưới đất. Phốc một tiếng, một luồng khí đen từ mặt trên tinh cầu cuốn ra, bay thẳng về phía nam từ kia. Oanh! Trong nháy mắt khi luồng khí đen vừa mới tiếp xúc với nho sinh áo lam, bỗng nhiên nó lại không có chút dấu hiệu nào vỡ tan ra, sóng khí cuồn cuộn thổi ra khiến bản thân đạo sĩ cũng phải liên tục lùi lại phía sau. Đạo hữu nào lén lén lút lút, sao không hiện thân gặp mặt? Đạo sĩ áo đen thấy thế, trong nội tâm cả kinh quát to một tiếng, sau đó vội phóng ra mấy chương phù lục, thoáng một cái liền hóa thành mấy tầng sáng màu sắc khác nhau bảo hộ hắn vào trong, đồng thời mặt mũi mang theo vẻ cực kỳ cẩn thận bắt đầu dò xét bốn phía. Nhìn người một thân tà khí, chắc hẳn tu luyện một loại công pháp ma đạo cấp thấp nhất. Một giọng nói nam tử nhàn nhạt từ bên cạnh truyền ra. Ai? Đạo sĩ áo đen bị dọa nhảy lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, nhưng vừa nhìn đã không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy tên nho sinh áo lam kia vốn đang nằm trên mặt đất, chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào, chẳng những dây thừng trên người và cây gỗ trong miệng không thấy đâu nữa, mà còn dùng một loại ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. "Các hạ là ai, đến đây vì bần đạo sao?" Đạo sĩ áo đen kinh nghi, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ, hết sức cẩn thận hỏi, "Vì ngươi mà đến sao?" "Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng mình rồi, chỉ sợ toàn bộ nhân giới này cũng không có ai đủ tư cách khiến ta làm như thế đấy." ánh mắt nam tử áo lam quét qua xung quanh một vòng, sau đó lại lướt về phía đạo sĩ, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng nói. Cái gì? Nhân giới? Ngươi là? Được rồi, có cái gì để nói với một tên tiểu bối ma đạo như ngươi đây, ta cũng có thể lập tức biết nơi này là nơi nào của nhân giới mà. Ánh mắt nho sinh áo lam lạnh lẽo. Trực tiếp cắt ngang câu nói của đạo sĩ áo đen, hắn há miệng ra, một sợi tơ màu xanh lập tức bắn ra. Tiếng xe gió suy suy vang lên, Mấy tầng sáng hộ thân bên ngoài người đạo sĩ áo đen lúc này vỡ vụn ra, trên chán hắn xuất hiện thêm một cái lỗ máu, không kịp phát ra tiếng nào, trực tiếp xoay người ngã xuống đất. Nho sinh áo lam nhẹ nhàng nhấc tay lên. Vèo một tiếng, thi thể đạo sĩ áo đen lăng không bay đến rồi lơ lửng bên cạnh. Ánh sáng màu lam trong mắt nho sinh lóe lên, một sợi tơ óng ánh từ giữa hai đầu lông mày mơ hồ bắn ra, chớp một cái đã chui vào trong đầu đạo sĩ. Kết quả chỉ một lát sau, nho sinh nhẹ buông tay, cứ mặc cho thi thể đạo sĩ rơi xuống mặt đất. Đại tấn nội loạn, chính tà đại chiến, có chút thú vị. Không ngờ lúc này trở lại nhân giới, vậy mà lại trở nên hỗn loạn như thế. Nhưng những điều này cũng không có quan hệ nhiều lắm với ta. Đáng tiếc tu vi kẻ này mới chỉ là chút cơ, sự tình biết được không nhiều lắm, cũng không biết tình hình thiên nam bên kia như thế nào. Nho sinh áo lam như đang suy nghĩ điều gì, sau khi thì thào vài tiếng mới không chút hoang mang đứng dậy, Hắn đương nhiên là hàn lập trở về nhân giới, tuy rằng đám phân hồn này mang theo không nhiều pháp lực cho lắm, chỉ sấp xỉ nguyên anh đỉnh phong, nhưng đối với nhân giới mà nói, gần như đã là loại tồn tại vô địch rồi. Hàn lập quan sát trên dưới thân người, quần áo đầy bụi bặm, sau đó lại đưa tay sờ soạn gương mặt một chút bỗng nhướng mày lên. Đột nhiên hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một tầng ánh sáng màu xanh hiện ra bao trọn thân hình, sau một thoáng mơ hồ, một gã thanh niên mang vẻ mặt bình thường, mặc áo bò xanh xuất hiện ở chỗ cũ. Hàn Lập sau khi thi triển bí thuật, rất dễ dàng biến ảo thân thể thành hình dáng của mình, sau đó hắn dậm chân một cái liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không rời đi. Bên ngoài một tòa đại thành nào đó ở Đại Tấn, mấy trăm vạn binh sĩ đang dọc theo từng cái thang mây cao ngất giống như những con kiến, dốc sức liều mạng bò lên phía trên tường thành. Mà ở trên tường thành, binh sĩ thủ thành cũng đang dốc sức liều mạng dùng cung tên điên cuồng bắn xuống phía dưới, hơn nữa càng có hàng dãy trường thương liều mạng đâm, về phía những binh sĩ công thành đang bò lên tường thành. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, sát khí ngút trời. Chương 2442 tại một chỗ cao mấy ngàn trượng trên bầu trời, mấy trăm tên tu sĩ chính tà đang chia thành hai phe liều mạng chém giết. Sát khí cuồn cuộn cả một vùng, vô số quỷ ảnh trùng điệp biến ảo hiện ra, một phe bày ra vài tòa pháp trận loại nhỏ, các loại pháp khí bảo vật, âm thanh điện quang lôi hỏa gầm rú rung trời. Mà người có cảnh giới cao nhất trong những tu sĩ này cũng chỉ là hai tên tu sĩ kết đan, còn lại đa số đều có tu vi trúc cơ quả nhiên đại tấn đại loạn có quan hệ rất lớn với việc những tông môn thế lực này nhúng tay vào nhưng bất kể là bên phe nào chiến thắng e rằng hoàng tộc đại tấn cũng đều có khả năng thay đổi dòng họ hàn lập đứng trên một đám mây trắng rất cao trên bầu trời đánh giá cuộc đại chiến phía dưới lại có chút cảm khái thở dài nói Mọi chuyện xảy ra ở Đại Tấn năm đó lại hiện ra trong tâm trí hắn rõ một một giống như vừa diễn ra ngày hôm qua, nhưng trên thực tế đã trôi qua mấy ngàn năm. Chưa cần nói những người cũ năm xưa còn hay mất, chỉ sợ là ngay cả những tông môn ngày xưa mà hắn biết cũng có nhiều khả năng đã biến mất. Hiện tại cái gọi là thủ đoạn tranh đấu của đám tu sĩ chính tại bên dưới đương nhiên càng không xứng để Hàn Lập quan tâm. Hắn chỉ dừng lại gần đó trong chốc lát rồi lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục lặng yên biến mất vào trong những đám mây trắng tại một nơi cấm địa bị thiết hạ cấm chế trùng điệp ở phía nam đại tấn nhiều đội tu sĩ mặc quần áo của nhiều tông môn khác nhau đang tuần tra một cách rất nghiêm chỉnh ở chân một ngọn núi lớn cao vút mê xanh khắp cấm địa cũng đã được bố trí cấm chế cấm không vô cùng lợi hại ngoại trừ cảnh giới cao nhất nguyên anh lão tổ là có thể bay những vệ sĩ này thật sự không hề lo lắng có người trực tiếp tiến vào trong ngọn núi lớn từ trên không trung năm xưa tuy rằng ngọn núi lớn này đã từng gây ra biến động cực kỳ to lớn thậm chí có không ít tu sĩ cao giai vì vậy mà ngã xuống kết quả khiến cho mấy đại tông môn hiệp lực tiến hành phong ấn cử người trông giữ nhưng từ mấy ngàn năm trước đến nay những bảo vật còn sót lại bên trong cũng đã sớm bị đào móc không còn căn bản không còn cái gì đáng giá để cho những tồn tại cao giai chú ý cho nên những tên tu sĩ thủ vệ của những tông môn này nhìn như vô cùng chăm chú nhưng thực tế đều là giả dối hoàn toàn là làm qua loa cho có lệ mà thôi dưới tình hình như vậy, thình lình xuất hiện một đạo hư ảnh mờ mờ, không xem những cấm chế trùng điệp và nhiều đội thủ vệ vào đâu, chợt lóe lên một cái đã đi vào trong ngọn núi đen. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập hiện ra trên bầu trời cách đỉnh ngọn núi lớn hơn trăm trượng, sau đó cúi đầu, thần niệm khẽ quét về phía ngọn núi bên dưới. Đối với lực thần niệm khổng lồ của hắn, thì kể cả khi núi này được bảo hộ trong rất nhiều tầng cấm chế, cũng không thể ngăn cản được chút nào, trong nháy mắt hắn đã nhìn thấu toàn bộ mọi ngóc ngách của ngọn núi lớn, sau khi hàn lập nhìn thấy một vài nơi quen thuộc như thực như ảo trên mặt hắn hiện ra một chút phức tạp nếu như côn ngô sơn đã cảnh còn người mất vậy thì ngươi cũng không cần hiện hữu nơi đây làm gì ta tiễn ngươi quay về trong hư vô vậy sau khi hàn lập thì thảo một câu bỗng nhiên thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên trời một lát sau đỉnh ngọn núi lớn bỗng rung động kịch liệt một bàn tay khổng lồ màu xanh dài gần ngàn trượng xuyên qua hư không hiện ra hung hăng vỗ xuống một tiếng nổ khiến cho đất rung núi chuyển vang lên, lập tức kích thích vô số quầng sáng cấm chế, từng vòng không gian dao động mãnh liệt nhộn nhạo xuất hiện. Cả ngọn núi lớn mơ hồ một cái đã biến mất không thấy đâu nữa, tại chỗ cũ chỉ còn lưu lại một cái hố to sâu vô cùng. Một màn này đương nhiên bị tất cả những tu sĩ tuần tra ở xung quanh đó nhìn tận mắt, mỗi người không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ. Sau đó không lâu, một vài lão quái nguyên anh kỳ bị việc này kinh động cũng gấp gáp chạy tới. Nhưng sau khi bọn hắn tra xét một phen, ngoại trừ phát hiện xung quanh đó còn lưu lại chút dấu vết của lực lượng không gian ra, thì không thể tìm được tung tích của Côn Ngô Sơn đâu nữa. Bọn hắn cũng chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi hoặc mà hậm hực rời đi. Về sau, việc này đã trở thành một trong 10 truyền thuyết lớn nhất không thể tưởng tượng nổi. Ở Đại Tấn, một đoạn thời gian sau đó, Côn Ngô Sơn đã trở thành đề tài đàm luận của vô số tu sĩ nhưng theo thời gian trôi qua những tin đồn có liên quan cũng ngày một ít đi sau vạn năm thì chỉ có thể tìm thấy sự việc liên quan đến côn ngô sơn trên một vài điển tịch thông qua vài chữ miêu tả đại khái lại mà thôi loạn tinh hải thánh địa thiên tinh thành lúc này đang nhốn nháo náo nhiệt vô cùng vô số thuyền lớn nhỏ như con kiến đang đi về phía hòn đảo lớn này ở trong thành tu sĩ trúc cơ kết đan xuất hiện nhiều vô số kể ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai lão tổ nguyên anh kỳ ngồi xe bay ngang trên không bên trong thành thẳng đến đỉnh cao nhất của tinh cung hôm nay chính là sinh nhật ngàn năm một lần của lăng lão tổ, người đứng đầu tinh cung, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong tinh hải đã bắt đầu chuẩn bị đại lễ của mình, từ mười mấy năm trước rồi. Bọn họ chỉ cầu mong có thể làm cho vị lăng lão tổ này vui vẻ, như vậy thì thế lực của bọn họ mới có thể tiếp tục được tinh cung, che chở bình yên. Đến trưa, trong đại điện tinh cung đã có khoảng mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh tụ tập, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ cung kính nhìn một nữ tử nhìn như còn trẻ, mặc cung trang màu trắng đang ngồi trên ghế chủ vị, nàng nay mặt như bạch ngọc trời xinh xinh đẹp dị thường nhưng khi đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang đảo qua chỗ nào thì những lão tổ nguyên anh ở chỗ đấy vội vàng cúi đầu xuống biểu lộ vẻ vô cùng cung kính với tư cách là tu sĩ hóa thần sơ kỳ duy nhất trong loạn tinh hải hơn nữa bởi vì một nguyên nhân thần bí không ai biết nào đó thọ nguyên của nàng vậy mà lại có thể đột phá giới hạn của tu sĩ nhân giới vẫn còn sống đến tận hôm nay vị lăng cung chủ này hoàn toàn có tư cách khinh thường toàn bộ chúng tu sĩ thời gian cũng đến rồi bắt đầu làm lễ đi trong lúc một vài thị nữ đem một ít linh quả linh trà đưa đến trước mặt tất cả những tu sĩ nguyên anh kia vị lăng cung chủ này thản nhiên nói bên dưới lập tức có người dạo một tiếng rồi tiếp tục sai bỏ xuống nhưng đúng lúc này bên ngoài đại điện chợt có một giọng nói của nam tử thản nhiên truyền đến ha ha xem ra hàn mỗ tới đúng lúc bạn cũ từ phương xa tới thiết nghĩ lăng tiên tử sẽ không tiếc mời ta một chén rượu vừa dứt lời một bóng người ngoài cửa điện nhoáng lên hiện ra một nam tử mặc áo bào xanh có khuôn mặt bình thường đang mỉm cười đi tới thần niệm của những tu sĩ nguyên anh có mặt ở đây đảo qua vậy mà lại không thể phát hiện trên thân người này có chút dao động linh lực nào hoàn toàn giống như một phạm nhân ngươi là không có khả năng làm sao ngươi còn có thể ở trong giới này được thần sắc lăng cung chủ vốn đang hờ hững, sau khi nghe được giọng nói của nam tử, bỗng nhiên nét mặt hiện lên chút kinh nghi, đến khi thấy rõ khuôn mặt người mặc áo bào xanh đang đi vào đại điện, lập tức giật mình sừng sốt, giọng nói cũng có chút run run. Không có gì, chỉ là có chút sự tình quấn thân, ta mới không thể không hạ giới một chuyến. Nhưng thật đáng mừng là sau nhiều năm không gặp, tiên tử đã thực sự tiến dai đến cảnh giới hóa thần rồi. Nam tử áo bào xanh dĩ nhiên là hàn lập, khẽ mỉm cười nhìn Lăng Ngọc Linh nói, tất cả mọi người đều lui xuống ta muốn một mình hàn huyên cùng vị lão hữu này đôi chút sắc mặt lăng ngọc linh sau khi thay đổi liên tục vài lần đột nhiên lạnh lùng ra lệnh những tu sĩ nguyên anh đang ngồi trong điện mặc dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì cũng mơ hồ không rõ lai lịch của hàn lập ra sao nhưng sau khi được nghe lời này cũng không dám chống lại chỉ có thể nhao nhao đứng dậy cáo từ lui xuống trong nháy mắt toàn bộ đại điện chỉ còn lại có hai người hàn lập và lăng ngọc linh hàn đạo hữu ngươi thật sự là quay trở về từ linh giới chờ mọi người vừa đi khỏi lăng ngọc linh lập tức thi pháp kích phát cấm chế nào đó trong đại điện cách ly toàn bộ nội điện với bên ngoài sau đó mới ngồi xuống ghế của mình cực kỳ vui mừng hỏi đúng là ta đã hạ giới nhưng việc này nói ra rất dài dòng sau này hai người chúng ta có thể chậm rãi nói sau sau nhiều năm rời khỏi nhân giới ta cũng có một số chuyện cần hỏi thăm vị chủ nhân tinh cung như ngươi một chút đấy hàn lập cười cười không chút hoang mang nói Hàn huynh yên tâm, tuy rằng những năm gần đây ta không hay ra ngoài loạn tinh hải, nhưng sự việc xảy ra ở những nơi khác tại nhân giới vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Có việc gì Hàn huynh cứ hỏi là được. Sau khi Lăng Ngọc Linh phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, thần sắc trở nên phức tạp nói: "Nếu như vậy thì đương nhiên là chuyện tốt nhất rồi. Lần này ta một đường hạ giới, ngoài Lăng đạo hữu ra, những người khác mà ta quen biết khi xưa cũng không tìm thấy ai nữa. Chuyện mà ta muốn biết cũng không nhiều lắm, phần lớn là có liên quan đến người xưa mà thôi." thần sắc Hàn Lập cũng lộ ra đôi nét cảm khái. Thời gian sau đó, vị chủ nhân tinh cung này và Hàn Lập ở trong đại điện Hàn Huyên hơn nửa ngày. Đến khi cấm chế bao phủ đại điện vang lên một tiếng rồi tự động tan biến, thì một đạo cầu vòng trói mắt phóng ra, từ trong đó truyền ra một câu nói chậm rãi. Lăng đạo hữu, hy vọng con có ngày gặp lại ở linh giới. Tiếp đó độn quang trượt lóe, đạo cầu vồng kia đã hoàn toàn tan biến trong hư không trong đại điện lăng ngọc linh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế trong tay đang cầm một cái ngọc giản trên mặt mơ hồ có một chút cực kỳ hưng phấn cùng lúc đó hàn lập đã rời xa thiên tinh thành ngoài vạn dặm đang ở trong tầng sáng màu xanh yên lặng cân nhắc những chuyện mà lăng ngọc linh vừa nói với hắn năm đó sau khi hắn và nam cung uyển để lại hải đảo kia ở loạn tinh hải nó đã nhanh chóng trở thành đại bản doanh của một thế lực không nhỏ của tinh hải Người cầm đầu thế lực đó không ngờ là một trong những đệ tử của hắn năm đó, Điền Cầm Nhi, vài tên hậu nhân khác cũng có tu vi kết đan hậu kỳ và nguyên anh sơ kỳ, cũng miễn cưỡng xem như là đồ tôn của hắn rồi. Hơn nữa một người trong đó lại đang ở trong đám tu sĩ Nguyên Anh tới chúc mừng Lăng Ngọc Linh kia, chẳng qua Hàn Lập biết rõ, những đồ tôn trên danh nghĩa này dưới sự chiếu cố tận tình của Lăng Ngọc Linh, phát triển vô cùng thuận lợi, không gặp vấn đề gì, cho nên cũng không cao hứng có ý định gặp bọn chúng mà bản thân Điền Cầm Nhi, từ hơn 2.000 năm trước, vì đột phá tới cảnh giới hóa thần, đã cưỡng ép độ kiếp không thành mà biến thành cho tàn. Cũng may là trước đó đã ăn bài đôi chút, thần hồn cũng không hoàn toàn tan biến, có lẽ còn có chút ít cơ hội luân hồi chuyển thế. Về phần Thạch Kiên, một tên đệ tử khác, kẻ kế thừa chức giáo chủ thiên trúc giáo, lúc Tu Vi đang là Nguyên Anh, khi đã đồng quy vu tận với một gã cường địch mà ngã xuống, tuy nhiên hắn lại thu được vài tên đệ tử có tư chất không kém không những không đoạn tuyệt truyền thừa đạo thống của đại diễn thần quân năm đó ngược lại những năm này ngày càng trở nên hưng thịnh lại nói hoàng phong cốc và lạc vân tông hai tông môn này có quan hệ rất sâu xa với hắn sau khi trải qua hơn mấy ngàn năm cũng có sự phát triển kinh người năm đó vốn là hoàng phong cốc đã ở trong tình trạng rất khó khăn thế nhưng sau mấy ngàn năm chuyển biến liên tiếp thu nhận một vài tên đệ tử thiên tài phần lớn đều trở thành tu sĩ nguyên anh vì vậy nên hoàng phong cốc một lần nữa quật khởi chẳng những thanh thế hơn xa khi trước, mà còn trở thành một đại tông môn không nhỏ ở thiên nam. Bên cạnh đó, Lạc Vân Tông bởi được Hàn Lập chiếu cố rất nhiều, sau khi hắn phi thăng, trưởng lão Nguyên Anh Kỳ xuất hiện không ngừng, luôn luôn là một thế lực mạnh hùng bá Sơn Mạch Vân Mộng, xem như chính thức uy chấn một phương. Cổ kiếm môn, bách xảo viện, những tông môn ở Sơn Mạch Vân Mộng năm đó, trải qua những năm sau này, cũng đã bị một vài tông môn mới xuất hiện thay thế vị trí, Lúc Hàn Lập nghe được những tin tức này, mặc dù biết rõ Lăng Ngọc Linh sẽ không lừa gạt mình, nhưng hắn cũng sừng sốt một hồi, cuối cùng cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Chương 2443 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nửa năm sau, Thiên Nam, Việt Quốc, Kính Châu, bên cạnh một chỗ phế tích hiếm có người biết tới, một nam tử mặc áo bò xanh đang đứng ở cuối một con đường nhỏ, nhìn một đoạn tường đá không trọn vẹn trước mắt, trầm tư không nhúc nhích, mảnh phế tích này hiển nhiên không biết đã tồn tại ở chỗ này bao lâu rồi chẳng những khắp nơi toàn là cỏ hoang bụi cỏ cao cỡ nửa người mà còn một ít gạch đá tường đổ bám đầy từng tầng rêu xanh đen mà trước mặt người áo xanh ngẫu nhiên lộ ra một bộ phận tường đá màu xám trắng bên trên có khắc một chữ phù điêu không trọn vẹn hàn không biết bao lâu sau trên con đường nhỏ phía sau người mặc áo bò xanh truyền đến tiếng bước chân một lát sau một cặp vợ chồng dắt tay một đứa bé trai cười cười nói nói từ chỗ quẹo đi tới Tuổi tác đôi vợ chồng này cũng không phải quá lớn, chỉ khoảng 30 tuổi, người chồng có làn da ngăm đen, tay chân vừa thô vừa to, người vợ có phần khá xinh đẹp nhưng lại có khuôn mặt đỏ ửng. Mặt mũi cả hai người đều tràn đầy vẻ gian nan vất vả, giỏ trúc trong tay cầm theo một ít hương nến. Chỉ có điều hai người này nhìn qua thì trông như một đôi vợ chồng nông thôn bình thường, nhưng khi vừa nhìn thấy phía trước có người, nhất thời đều sững sờ trong chốc lát. Ngược lại đứa bé trai tầm 7-8 tuổi kia, nhìn qua dị thường đáng yêu, trong đôi mắt đen nhánh mơ hồ có thể thấy được vài phần linh động, đồng thời dùng ánh mắt tò mò đánh giá người xa lạ trước mắt. Vị vị công tử này, xin hỏi ngươi là, sau khi tên nam tử kia thoáng trần chờ một chút, cuối cùng vẫn mang theo vợ con mình đi tới, có vài phần lắp bắp hỏi. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng người trước mắt, nhưng hắn cũng nhận rõ được người kia là người có học vấn và địa vị, đương nhiên khiến cho nam tử rất hiếm khi ra khỏi nông thôn, như hắn có vài phần kính sợ, không có gì ta họ hàn hôm nay tới nơi này bái tế một chút từ đường hàn gia năm đó mà thôi người mặc áo bào xanh sau khi trả lời hờ hững một câu rút cuộc cũng quay người lại khuôn mặt rất bình thường nhưng giữa lông mày lại mơ hồ có ba phần cảm giác tương tự với nam tử trong đôi vợ chồng đứng phía sau công tử cũng là họ hàn xem ra là một chi nhánh tộc nhân năm đó của hàn gia lưu chuyển bên ngoài ta nghe tổ gia gia đã từng nói hơn ngàn năm trước hàn gia cũng có một thời kỳ hưng thịnh có không ít tộc nhân lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm trước vẫn còn có người đến đây bái tế chẳng qua những năm gần đây rất ít nhìn thấy những người của chi nhánh hàn gia khác đến bái tế nam từ ba mươi mấy tuổi nghe xong lời này cũng không cảm thấy quá mức giật mình trên mặt lộ ra vài phần vui mừng nói đúng vậy qua nhiều năm nhiều đời luân chuyển chỉ sợ những tộc nhân chi nhánh này đã quên mất nơi khởi nguyên của hàn gia rồi sao còn có thể đến đây bái tế gì được nữa Ngược lại chi các ngươi làm tốt lắm, vậy mà có thể cam tâm tình nguyện canh giữ ở nơi đây một mực không rời. Người mặc áo bào xanh có vài phần tán dương với đôi vợ chồng nói. Ha ha, nghe tổ ra ra nói, những vị cùng thế hệ của người cũng không phải là không có ý định rời khỏi nơi đây, nhưng thật sự không thể bỏ được địa phương hàn gia từng hương thịnh năm đó, hơn nữa nghe nói tổ tiên Hàn gia chúng ta năm đó có một vị thần tiên, nếu chẳng may chi chúng ta cũng rời đi, vạn nhất lúc tổ tiên thần tiên quay về, chỉ sợ cũng thực sự không tìm thấy những hậu nhân như chúng ta, lúc đó mới bỏ qua ý nghĩ này đấy." Nam tử họ Hàn nghe vậy, chất phác nói, "Tổ tiên thần tiên, ha ha, ta cũng đã được nghe nói qua đồn đại này, nhưng đây là sự việc vài ngàn năm trước rồi, chỉ sợ căn bản không có cách nào cho là thật được." Người mặc áo bào xanh không có ý kiến gì, nói, Điều này ta cũng không rõ, nhưng các trưởng bối cũng nói như vậy đó. Ngoài ra ở thời điểm đại tế, tổ gia gia đã từng lấy ra vỏ kiếm của thần kiếm, nghe nói là do tổ tiên thần tiên lưu lại, nếu như vậy có lẽ cũng có vài phần có thể tin tưởng. Nam tử họ hàn nhách miệng cười cười nói, vỏ kiếm của thần kiếm, hai hàng lông mày người mặc áo bào xanh khẽ nhướng lên, thần sắc có vài phần kinh ngạc. Đúng vậy, Nghe các trưởng bối nói, năm đó thần kiếm này luôn luôn được treo bên trong tổ từ, đã từng cứu hàn ra chúng ta khỏi mấy lần tai họa diệt tộc. Đáng tiếc về sau có một lần sử dụng, kiếm này liền biến thành vô số kim quang biến mất, chỉ để lại vỏ kiếm này vẫn tồn tại đến hậu thế, nhưng không còn có bất kể hiệu quả thần kỳ nào nữa, vẫn luôn luôn được một chi chúng ta cất giữ. Cũng bởi nguyên do không có thần kiếm, năm đó hàn ra sau một lần đại nạn khác mới nhanh chóng suy sụp xuống, những tộc nhân còn lại mới không thể không đường ai nấy đi, lì tán khắp nơi, Nam tử họ Hàn chẳng biết tại sao cảm thấy người trước mắt cực kỳ thân cận, không phát hiện ra mình đã nói ra tất cả mọi chuyện. Ra là vậy, tất cả điều này ta cũng không rõ lắm. Nhưng một tộc hưng hưng suy suy cũng là chuyện bình thường, bất kể là ai cũng không cách nào tránh được. Đây là con trai của ngươi sao, nhìn rất thông minh, tên gọi là gì? Người mặc áo bào xanh nghe vậy liền than nhẹ một tiếng, nhưng nhanh chóng rơi ánh mắt sang đứa bé trai bên cạnh đôi vợ chồng, nghe như tùy ý hỏi một câu. Ha ha, đây là đứa con thứ ba của ta, tên Hàn Minh, tới đây, nhanh nhanh dập đầu bái kiến tộc thúc. Nam tử họ hàn nghe đối phương khen ngợi, trong lòng hết sức cao hứng, lập tức kéo thằng bé phía sau ra, nói. Mà đứa bé trai kia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại không sợ hãi chút nào, thực sự lập tức quỳ xuống dập đầu hai cái bang bang trước mặt người mặc áo bào xanh, sau khi kêu một tiếng tộc thúc, mới đứng lên một lần nữa. Tốt, đúng là một thằng bé thật tốt. Nếu như người đã gặp được ta, cũng coi như có duyên với nhau, như vậy đi ta có một vật cho ngươi nếu ngươi thực là người có phúc nói không chừng sẽ có một phen đại cơ duyên đang chờ nếu không có thì nó cũng có thể bảo vệ ngươi sống lâu trăm tuổi người mặc áo bào xanh liếc thấy trong người bé trai cũng có linh căn tuy chỉ là một loại linh căn bình thường nhưng cũng để cho nội tâm hắn khẽ động nói ra những lời vừa rồi sau đó hắn lật tay một cái, trong tay lập tức xuất hiện thêm một khối ngọc bài óng ánh, sau khi hắn đánh vào trong đó một đạo pháp quyết liền lấy ra một sợi dây màu đỏ từ, trong không trung, hơi khóm người trực tiếp treo lên cổ đứa bé trai. Một màn quỷ dị xuất hiện. Ngọc bài này vốn đang phát ra ánh sáng màu trắng cực kỳ chói mắt, sau đó nhoáng lên một cái, kể cả sợi dây đỏ ở cổ đứa bé trai, lại cùng lúc biến mất không thấy đâu nữa. Vợ chồng nam tử họ Hàn thấy vậy đương nhiên là cực kỳ kinh ngạc, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, trước mắt là mảnh phế tích trống không, làm gì còn bất kỳ người nào nữa. "Mẹ ơi, chẳng lẽ gặp ma ban ngày sao?" Không riêng nam tử họ Hàn đang trợn mắt há hốc mồm, nữ tử bên cạnh cũng bị dọa cho kêu toáng lên vài ngày sau chuyện hàn gia hàn hắc từ ban ngày gặp ma thoáng truyền ra mấy sơn thôn nhỏ xung quanh khiến cho mấy phụ nữ lắm chuyện trong thôn có thêm một chủ đề rất tốt hơn nữa còn một mực kéo dài tới mấy tháng sau cuối cùng mới không còn ai nhắc tới chỉ là ai cũng không biết đứa bé trai tên hàn minh này mấy tháng sau trong lúc vô tình mở ra bí mật trong ngọc bài sau đó đột nhiên rời nhà trốn đi, cũng tại mấy năm sau nhờ Ngọc bài này, trực tiếp bái nhập làm đệ tử một vị trưởng lão Nguyên Anh, kỳ của Lạc Vân Tông, cuối cùng trở thành một tên đại tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy, theo đó hàn gia cũng lần nữa thịnh vượng lên. Mấy ngàn năm qua, bởi vì các loại linh dược, linh vật đã bị ngắt sạch, vẻ náo nhiệt bên ngoài trụy ma cốc đã trở nên chống trải dị thường, lúc này không còn ai nguyện ý mạo hiểm tiến nhập vào trong nữa. Nhưng hôm nay, một bóng người màu xanh lại bỏ qua một ít kỳ hiểm, và các loại cấm chế còn sót lại, một đường đi thẳng vào trong. Sau cả buổi, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên trong trụy ma cốc, khiến cho mặt đất phụ cận khẽ rung lên. Tiếp theo một đạo cầu vòng trói mắt xuyên thủng bầu trời phá không bay ra, sau mấy cái chớp động liền biến mất trên 9 tầng mây, vô tung vô ảnh. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên nhanh chóng kinh động đến mấy tiểu tông môn chiếm giữ vùng xung quanh, chúng lập tức phái môn hạ đệ tử đến đây xem xét, kết quả những người này khi vừa đến đại điểm sự việc phát sinh trong sơn cốc tất cả đều lắp bắp kinh hãi chỉ thấy một ngọn núi vốn dĩ ngăn trở trong ngoài cốc đột nhiên biến mất không thấy tung tích mà ở chỗ cũ còn lưu lại một cái hố cực lớn sâu vô cùng bên trong mơ hồ còn có một vài tia ánh sáng màu trắng bạc thoát ra ngoài bắc cực nguyên quang tu sĩ tông môn có chút kiến thức rộng rãi, liền nghẹn ngào hô lên lai lịch những tia sáng trắng bạc này, lúc này không ít người vừa sợ vừa mừng, vội vàng mạo hiểm tiến vào khu vực bên dưới, tất cả đều muốn thu thập một ít bắc cực nguyên tinh. Nhưng đáng tiếc, mặc dù những người này đã tìm tòi mấy trăm lượt, cũng chỉ tìm được hơn 10 khối bắc cực nguyên tinh mà thôi. Vì thế những tu sĩ tông môn này còn xảy ra một cuộc xung đột không nhỏ. Bóng người màu xanh làm ra chuyện này, dĩ nhiên là Hàn Lập vừa từ kính châu Việt Quốc chạy tới rồi. Hắn dùng đại thần thông lôi ra tất cả Bắc Cực Nguyên Tinh, giấu dưới mặt đất trụy ma cốc, giờ đây đã không còn bất cứ điều gì, ở nhân giới có thể giữ chân hắn lại nữa rồi. Lúc này hắn đang tùy ý tìm một sơn động bí mật ở xung quanh, bắt đầu bố trí một tòa pháp trận dị thường phức tạp. Lần này quay lại linh giới, bởi vì muốn mang theo Bắc Cực Nguyên Tinh lấy được vượt giới quay về, cho nên độ khó so với lúc hạ giới thậm chí còn lớn hơn một bậc, cho nên không thể không mượn chút lực lượng của pháp trận. Mấy canh giờ sau, pháp trận cuối cùng đã được bố trí xong xuôi. Lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở trung tâm pháp trận, hai tay bấm niệm pháp quyết, một khối pháp bảo hình mâm tròn cực lớn năm màu hóa thành một mặt trăng tròn từ kia, trong người hắn bay rất nhanh ra ngoài. Cả tòa pháp trận cũng ông ông cộng hưởng không thôi, từng mảng linh quang từ trong pháp trận cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ triệt để thân hình Hàn Lập vào trong. Sau mấy nhịp thở, một tiếng nổ mạnh vang lên trong sơn cốc, một cột sáng màu trắng sữa vô cùng thô to phóng lên trời, trực tiếp xuyên thủng hơn vạn trượng không trung, mới lóe lên biến mất không thấy đâu nữa cùng lúc đó vốn dĩ là Hàn lập đang ngồi xếp bằng trong trận pháp, ánh sáng màu xanh trên người sau một hồi lượn lờ, thoáng một cái đã khôi phục trở lại về hình dáng nhau sinh áo lam, đồng thời thân hình mềm nhũn cứ như vậy ngã vào trong pháp trận, không còn chút sức sống nào nữa. Linh giới Vô Nhai Hải trong mật thất Thanh Nguyên Cung, Hàn lập một mực bế quan bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt bộ đoàn bỗng dưng xuất hiện thêm một cái vòng tay chữ vật màu vàng nhạt. Hàn lập nhìn vật ấy trên mặt cũng lộ ra thần sắc hài lòng đã có những bắc cực nguyên tinh này, nguyên hợp ngũ cực sơn hắn luôn luôn tha thiết ước mơ cuối cùng, cũng có thể luyện chế được rồi, hơn nữa còn có viên chân hồn đan kia, tin tưởng cho dù kia hiện tại độ phi thăng chi kiếp kia, cũng có khả năng thành công nhất định. Đương nhiên để chắc chắn đạt được mục đích, trước tiên chính hắn vẫn cần tu luyện thành công tầng thứ ba luyện thần thuật, cộng thêm mượn lực lượng của quảng linh đạo thể, luyện thành ngũ tàng đoán nguyên công cùng mấy môn công pháp tiên giới. Nếu thực sự như thế, hắn lại càng nắm chắc tỷ lệ không nhỏ phi thăng tiên giới. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ, trong lòng khó nén nổi một chút hưng phấn. Chương 2444 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thời gian 8.000 năm, đối với một phàm nhân chính là thọ nguyên kinh khủng vô cùng mong muốn, nhưng không thể đạt được, còn đối với những thượng cổ chân linh, bắt động ngủ say hơn ngàn năm kia chỉ là vài lần nghỉ ngơi mà thôi, mà đối với một giới mà nói, lại càng chỉ là một cái nháy mắt một ngày 8.000 năm sau, trong từng thành thị lớn nhỏ của nhân tộc đã hoàn toàn trở thành thế lực số một. Trên đại lục phong nguyên, vô số người bình thường từ chỗ ở bay vọt ra, tụ tập thành nhóm tại một vài quảng trường, trà lâu, mặt mũi tất cả đều cực kỳ hưng phấn, đang nhao nhao nghị luận điều gì đó. Trên từng con đường lớn nhỏ, càng có thể thấy được không ít lực sĩ vũ trang hạng nặng đang đi tới đi lui, trên không trung cũng thỉnh thoảng thấy được nhiều đội tu sĩ đang qua lại tuần tra. Trong vài tòa thành khổng lồ, cứ điểm quan trọng trong khu vực nhân tộc chiếm hữu, tất cả các loại cấm chế đều được mở ra, cùng với đó là từng tòa pháp khí phi hành cực lớn bay lên trời, phía trên là từng đoàn giáp sĩ, tất cả đều như đang lâm đại địch, cảnh giác tất cả dị động bên ngoài thành. Trên đỉnh một ngọn núi lớn cách một tòa đại thành nào đó hơn mấy vạn dặm, ba gã đại thừa dị tộc, quần áo và trang sức khác nhau đang ngồi xếp bằng, trên một khối đá lớn quay mặt vào nhau một đại hán há to miệng uống rượu, trên người khoác một bộ da thú năm màu dữ tợn, một thiếu niên áo trắng tay nâng quyển sách, sắc mặt tái nhợt dị thường, cùng với một lão giả áo xanh hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đầy nếp nhăn. Bích Thiên Quân, tính toán thời gian, xem ra đã đến lúc đó rồi. Không biết bao lâu sau, đại hán dữ tợn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Muốn độ kiếp phi thăng, đương nhiên phải chọn lúc giữa trưa, khi mà dương khí nồng đậm nhất. Người nọ nếu như được xưng là cường giả đệ nhất linh giới, sao có thể không biết chút kiến thức bình thường như thế được, đạo hữu chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa là được. Hai mắt lão giả áo xanh cuối cùng cũng mở ra, thản nhiên nói. Điều này cũng đúng, với khoảng cách gần như thế này, nếu phi thăng thiên kiếp thật sự phủ xuống, chúng ta sao có thể không cảm ứng được chút nào. Tuy nhiên không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, rút cuộc lại có người dám độ kiếp phi thăng, bản thiên quân vẫn không nhịn được có vài phần kích động. Đại hán giữ tợn vừa sờ tóc ngắn màu lam trên đầu, vừa nhếch miệng cười cười nói, lần trước linh giới có người phi thăng tiên giới thành công đã là chuyện từ bao giờ rồi ta nhớ không rõ lắm chỉ cảm giác đó là chuyện tình cực kỳ lâu trước kia tuy nhiên vị hàn thiên tôn nhân tộc này có thể tạo nên tên tuổi trong thời gian ngắn như vậy hơn nữa còn không có chút ý tứ giữ bí mật chuyện mình độ kiếp thực sự là có đại khí phách những người độ kiếp trước đây không ai không lén lén lút lút rất sợ bị người thứ hai biết rõ thiếu niên áo trắng kia cũng hạ quyển sách trong tay xuống có vài phần cảm khái nói những năm gần đây, một vài khuôn mặt cũ trong chúng ta đã không thấy nữa, xem ra bọn họ đã lên lén tiến hành độ kiếp. Tuy nhiên chúng ta lại không có bất kỳ cảm ứng nào cả, xem ra những lão hữu này đều độ kiếp thất bại, đã không còn tồn tại nữa rồi. Lão già vẫn không nhanh không chậm nói. Những lão gia hỏa chúng ta bình thường đều dốc sức liều mạng áp chế pháp lực, chỉ sợ thiên kiếp tìm đến, mà vị hàn thiên tôn, này lại dám chủ động độ kiếp phi thăng khi thời gian tiến vào đại thừa, chưa đủ vạn năm, hắc hắc, những cái khác tạm chưa nói đến, chỉ riêng phần đảm lượng này, bổn tọa đã thập phần bội phục rồi. Đúng rồi, Bích Đạo Hữu, nghe nói ngươi đã từng bái kiến vị Hàn Thiên Tôn, này vào vài ngàn năm trước kia đúng không, người này rút cuộc là người như thế nào? Đại Hán giữ tợn cười hắc hắc hỏi lại. Đúng thế, mấy năm nay ta một mực bế quan không ra, đích xác là chưa từng gặp qua vị Hàn Đạo Hữu này. Thiếu niên áo trắng nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú, Năm đó Đích Sát Ta đã từng gặp mặt Hàn Đạo Hữu trong một cái thịnh hội nào đó, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để có thể hình dung được người đó. Lão ông nhướng mày, trần chờ một chút mới trả lời. Vậy tu vi thần thông của hắn rút cuộc như thế nào, với năng lực của Bích Đạo Hữu, chắc chắn có thể cảm ứng được một chút. Thiếu niên áo trắng mỉm cười. Nếu chỉ hỏi về thực lực ta chỉ có thể nói là rất mạnh, hết sức mạnh mẽ, mặc dù lão phu không trực tiếp ra tay thử, nhưng tin tưởng coi như ba bốn người như ta cộng lại, cũng tuyệt không phải đối thủ của người kia. Cơ thịt trên mặt lão già thoáng co quắp một hồi, mới chậm rãi trả lời. Cái gì? Bích thiên quân chẳng lẽ đang nói dỡn sao? Ba bốn người cũng không phải đối thủ của hắn. Ba người chúng ta tương giao cũng coi như không ngắn, thần thông của ngươi như thế nào, hai người bọn ta còn có thể không biết sao. Thiếu niên áo trắng vốn đang hơi giật mình, nhưng lập tức lắp đầu quầy quậy. Đại hán giữ tợn bên cạnh, cũng mang vẻ mặt không tin nhìn sang. Với loại chuyện thế này, sao ta có thể nói đùa với hai vị đạo hữu? Hai vị chỉ cần vừa thấy người kia, sẽ ngay lập tức hiểu rõ lời nói của lão phu tuyệt không có nửa phần giả dối. Những thứ khác không nói, vị hàn thiên tôn này chỉ dùng một ánh mắt đã có thể làm, cho ta có một cảm giác kinh hồn bạt vía. Nếu không phải thần niệm lực của đối phương gấp mấy lần ta trở lên, sao chuyện đó có thể xảy ra được? Lão già cười khổ trả lời. Thiếu niên áo trắng và đại hán giữ tợn nghe vậy, không khỏi quay mặt nhìn nhau, được rồi thực lực vị hàn đạo hữu này càng mạnh hy vọng vượt qua phi thăng chi kiếp cũng càng lớn nếu thật sự có thể độ kiếp thành công trong nháy mắt lúc phi thăng trong thông đạo từ tiên giới sẽ tản mát ra một chút chấn động tiên giới toàn bộ cường giả của giao diện đều có thể cảm ứng được nếu như có thể tìm hiểu một ít lực lượng pháp tắc từ đó cũng sẽ có lợi ích không nhỏ đương nhiên chúng ta ở gần thế này tin tưởng sẽ có thể tìm hiểu dễ dàng hơn một chút đại hán giữ tợn thở dài một hơi sau đó mới một lần nữa khôi phục chấn định nói ha ha, đúng thế, nếu không chúng ta cần gì phải lặn lội vạn dặm tới đây chứ. Thiếu niên áo trắng cũng cười rộ lên. Vì vậy sau khi ba người nói với nhau vài câu nữa, lại lần nữa yên tĩnh chờ đợi. Một màn tương tự như vậy cũng phát sinh ở vài chỗ bí ẩn bên ngoài tòa thành khổng lồ. Trong lúc bất chi bất giác, khu vực phụ cận nhân tộc đã tụ tập số lượng đại thừa linh giới kinh người, trong đó có không ít lão quái vật dị tộc vẫn một mực bế quan nhiều năm không ra, lúc này phải dốc sức liều mạng áp chế pháp lực mới dám ra ngoài. Nhân tộc, vô nhai hải, trên một mảnh đá ngầm tại một hoang đảo nào đó sát biên giới, một nam một nữ đang sóng vai đứng vững. Nữ mặc một bộ trang phục màu trắng, dung nhan kiều diễm, rõ ràng là băng phách tiên tử, nam là một đại hán khí độ bất phàm, mắt hổ dâu quai nón, mặc một bộ cẩm y. Hồ Tuấn Đạo Hữu, lần này Hàn Huynh độ kiếp nắm chắc không nhỏ, chúng ta quan sát gần như thế, nghĩ đến chỗ tốt lấy được chắc chắn không nhỏ. Lát nữa nhất định phải cẩn thận quan sát mới được. Băng phách tiên tử quay đầu về phía nam tử mặc cẩm y, nói, Điều này là đương nhiên, Hàn Thiên Tôn thần thông quảng đại, tiểu đệ năm đó nếu không phải nhận được nhiều loại linh đan từ Thanh Nguyên Cung, chỉ sợ cũng không có ngày bước vào cảnh giới đại thừa. Đại hán mặc cầm y có vài phần cung kính trả lời, đây đúng là một gã đại thừa, tên Hồ Tuấn vừa mới xuất hiện trong vạn năm nay của nhân tộc. Mà vị đại thừa nhân tộc mặc giản lý ngày xưa, cuối cùng cũng ngã xuống trong lần đại thiên kiếp mấy trăm ngàn năm một lần, một chỗ trên hoang đảo, có hơn 10 nam nữ tu vi cao thấp khác nhau, đứng phía trước một chiếc thuyền lớn đen kịt, trong đó có ba nữ tử tuyệt sắc mang phong thái khác nhau, thần sắc ngưng trọng nhìn ra xa, chỗ trung tâm của hoang đảo. Đúng là ba nữ tử nam cung uyển, nguyên giao, ngân nguyệt. Không lâu sau khi phân hồn hàn lập từ hạ giới phản hồi linh giới, Nguyên Giao đã mang theo nghiên lệ quay trở về nhân tộc, cũng ở trong một thiên điện nào đó trên nguyên hợp đảo, từ đó về sau không rời khỏi đảo nửa bước. Về phần Ngân Nguyệt sau khi vứt bỏ hậu hoạn của vong tình quyết, hơn 10 năm trước rút cuộc cũng tiến giai đại thừa kỳ. Phía sau ba nữ tử một đoạn, băng phượng và khí linh tử, hải đại thiếu, bạch quả nhi, một đám môn hạ đệ tử đứng đó. Thời gian mấy ngàn năm đủ để cho tất cả những đệ tử này của Hàn Lập đều lần lượt tiến vào cảnh giới hợp thể, về phần bọn chúng có thể tiến vào đại thừa kỳ hay không, điều này lại còn xem tạo hóa sau này của chính bọn chúng ra sao nữa băng phượng và nam cung uyển nguyên giao trải qua nhiều năm tu luyện như vậy vẫn kẹt tại bình cảnh còn kém một bước để tiến giai lên cảnh giới đại thừa nhưng tin tưởng với thân thể của băng phượng về sau tỷ lệ tiến giai đại thừa lớn hơn xa so với những người khác những người này đều là người thân nhất của hàn lập mặc dù rất tin tưởng hàn lập nhưng lúc này gặp phải phi thăng thiên kiếp trong truyền thuyết bất giác tất cả đều lộ vẻ lo lắng hơn vạn dặm trên bầu trời một thiếu nữ chân trần mặc áo đen đang đứng trên đầu một con quái điều đen xì ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoang đảo Bên cạnh là một phu nhân mặc cung trang màu tím, nàng ta có vài phần bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ, một lát sau mới nói, "Đại nhi, nếu như ngươi thật muốn cáo từ Hàn Tiền Bối, cần gì phải dừng lại ở nơi đây, trực tiếp đến tận nơi không phải tốt sao, cũng tránh khỏi về sau lưu lại khúc mắc trong lòng." "Không cần." Hàn đại ca những năm gần đây luôn luôn đối đãi với ta như muội muội, bên kia đã có nam cung tỷ tỷ, ta cần gì lại phải đi quấn quýt si mê, chỉ cần ở đây lẳng lặng nhìn người kia phi thăng là được rồi." Thiếu nữ áo đen lại hết sức bình tĩnh nói. Phu nhân mặc cung trang màu tím nghe vậy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Tại một chỗ ở trung tâm hoang đảo đã sớm bố trí một pháp trận cực lớn, hàn lập và giải đạo nhân, hỏa tu tử. Ma quang đang đứng chung một chỗ, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Giờ phút này, trên không trung hoang đảo, một đám mây năm màu hầu như, bao phủ toàn bộ hòn đảo đang được vô số linh khí quần cuộn hội tụ, từ từ hình thành, tuy tốc độ rất chậm, nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lớn dần lên xem ra sau một lát nữa, Hàn Đạo Hữu không cách nào áp chế phi thăng chi kiếp được rồi. Tin tưởng với thực lực của Đạo Hữu, vượt qua kiếp nạn này là chuyện rất dễ dàng. Ma Quang hạ thấp đầu xuống, sau đó liền cười khẽ nhìn Hàn Lập nói. Ma Quang Huynh nói đùa rồi, không biết bao nhiêu cường giả đại thừa đã vẫn lạc dưới phi thăng thiên kiếp, tại hạ sao dám có chút coi thường đây. Hàn Lập cũng hơi cúi đầu, sau đó thản nhiên nói, hắc hắc nếu đổi lại là một kẻ hạ giới khác khoác lát hỏa tu tử ta còn có thể tin tưởng vài phần đấy nhưng từ khi ngươi tu thành tầng thứ ba luyện thần thuật cùng ngũ tàng đoán nguyên công kia chỉ sợ chân tiên bình thường cũng không cách nào so sánh với thực lực của ngươi bây giờ nếu hiện tại gặp lại mã lương lúc trước dưới tình cảnh pháp lực bị áp chế tin tưởng chỉ sau mấy chiêu đã bị ngươi chém giết sạch sẽ rồi chật chật, cái này cũng có chút kỳ quái, rõ ràng tư chất của ngươi không tính là xuất chúng, vậy mà có thể tu luyện những thần thông tiên giới tới tình trạng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp được loại quái thai như thế này đấy. Hỏa tu tử một bên cũng chắt lưỡi lấy làm lạ nói. Có lẽ ta trời sinh thích hợp tu luyện vài loại công pháp tiên giới này. Hàn lập cười cười. Sau này nếu thực sự chủ nhân đến tiên giới, cũng đừng quên lời hứa của ta. Giải đạo nhân một bên thần sắc đờ đẫn, bỗng nhiên cũng chủ động mở miệng, sau khi ngươi khôi phục trí nhớ trước kia, lại thật sự nhận ta làm chủ, chuyện ta đã đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Hàn lập liếc nhìn giải đạo nhân, sau đó thần sắc có mấy phần nghiêm nghị trả lời. chương 2445 ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. đây chẳng qua cũng chỉ là một tâm nguyện chưa xong của ta đối với chủ nhân, chờ đến khi chủ nhân thực sự phi thăng xong mới có cơ hội hoàn thành được. giải đạo nhân khẽ gật đầu, rồi cũng không nói thêm điều gì nữa. Lúc này, đám mây năm màu ở trên không trung càng lúc càng trở nên khổng lồ, một cỗ khí tức không thể giải thích được từ đó phát ra ngưng tụ lại. Mấy vị đạo hữu, trước tiên nên tạm tránh đi một chút. Đến lúc ta phải độ kiếp rồi. Hàn lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt nhíu lại nói. Mấy người thiên ngoại ma đầu tất nhiên là không có ý kiến gì khác nữa, sau khi hóa thành độn quang đều cùng bay ra bên ngoài hoang đảo, cùng lúc đó tay áo hàn lập run lên một đoàn ánh sang màu vàng kim từ đó bắn ra bên trong mơ hồ có một tiểu nhân đầu chọc không lông mày màu tím vàng cũng lập tức lóe lên phá không bay đi kia đúng là đầu vệ kim trùng vương lúc này thần sắc hàn lập mới trở nên bình tĩnh ngồi xuống khoanh chân xếp bằng sau mấy cái chớp động toàn bộ mấy người thiên ngoại ma đầu hỏa tu tử đều xuất hiện trên bầu trời bên ngoài đảo hoang kia độn quang ầm ầm dừng lại quay người nhìn về đảo hoang ở phía xa kia chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên phía xa xa, ở giữa đám mây năm màu trên bầu trời bỗng hiện ra một cái hắc động khổng lồ, bên trong vang lên từng tiếng gào rít, từ đó tuôn ra một cơn gió màu xám trắng. Mới xuất hiện thì chỉ là một cơn gió nhẹ mà thôi, nhưng vừa thoát ra khỏi miệng hắc động, lập tức hóa thành một cỗ thiên phong ngập trời rít gào ông ông ầm ầm kéo xuống. Thiên cương chi phong xuất hiện rồi, xem ra thiên kiếp phi thăng thực sự đã giáng xuống. Hỏa tu tử vừa trông thấy cảnh này, cười hắc hắc nói, mặc dù cương phong này cũng lợi hại, nhưng đối với hàn đạo hữu sớm đã có thủ đoạn ứng phó mà nói, hoàn toàn không đủ để uy hiếp đến hắn. Thiên ngoại ma đầu cũng ung dung nói. Thiên ngoại ma đầu vừa mới dứt lời, lập tức một chỗ bên trên đảo hoang kia, xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh to cỡ căn phòng, đang mở từng cánh hoa, nhưng trong nháy mắt lập tức đã biến lớn tận vài mẫu. Sau khi quay tít một vòng, kiếm quang màu xanh óng ánh từ đó cuồn cuộn tuôn ra, tất cả những thứ phụ cận xung quanh đó đều bị chém nát hết thảy mặc cho thiên phong cuồn cuộn, đất đá bay mịt mù trời đất, đóa hoa sen màu xanh ở phía dưới lại không chút sức mẻ gì hết, vững vàng bảo hộ toàn bộ những gì ở phía dưới nó. Thiên cương chi phong này liên tục kéo dài trong mấy canh giờ. Nếu là đại thừa bình thường, chỉ bằng vào cơn gió này cũng đủ để cho bọn hắn không ngừng kêu khổ rồi, pháp lực bên trong cơ thể hao hụt đi không ít, căn bản không có khả năng chịu thêm được thiên kiếp khủng khiếp tiếp theo sau đó nữa. Nhưng đối với Hàn Lập mà nói, một chút pháp lực ấy bất quá cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, một tiếng trầm đục, trong hắc động lóe lên hào quang, cuồng phong đầy trời rốt cục cũng ầm vang một tiếng rồi dừng lại, nhưng ngay sau đó, từ bên trong lại tuôn ra một cỗ khí tức cực kỳ nóng bỏng bao phủ cả miệng hắc động, tiếp theo vô số phù văn màu đỏ thẫm từ miệng lỗ hắc động tuôn ra. Mỗi một phù văn này đều chỉ lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài chớp động óng ánh, mơ hồ còn có một tia kim văn như ẩn như hiện. Phốc 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 sau mấy tiếng trầm đục không ngớt, những phù văn phiêu phủ phía dưới hắc động này ầm ầm nổ tung hóa thành từng chùm ánh sáng màu đỏ thẫm. Sau một khắc, từ trên bầu trời xuất hiện cơn mưa dung nham chi chít dày đặc, cơ hồ đem cả nửa bầu trời nhuộm thành một màu đỏ rực. Dù cho hoang đảo này vô cùng rộng lớn, một chỗ cực xa cách nơi mưa dung nham bao phủ, mọi người đứng ở biên giới đảo vẫn cảm nhận được từng cơn sóng nhiệt mang theo khí, tức dung nham vô cùng nóng bỏng, tất cả đều trở nên biến sắc, nhao nhao thả ra các loại pháp bảo phòng ngự bảo vệ toàn thân. Sau khi Mặc Linh Thánh thuyền run lên một hồi, một màn bảo hộ màu đen cũng hiện ra bảo hộ tất cả mọi người đang ở trên thuyền trong đó. Vẻ mặt của mấy người nam cung uyển cũng không khỏi hiện lên một chút lo lắng. Các nàng đứng ở chỗ này, mới chỉ bị uy năng của cơn mưa dung nham thoáng ảnh hưởng, mà đã xuất hiện vẻ không thể chịu nổi. Con Hàn Lập đứng ở ngay phía dưới đó chẳng phải là gấp trăm ngàn lần như vậy ư? Càng làm cho các nàng lo lắng chính là, đây bất quá cũng mới chỉ là bắt đầu thiên kiếp mà thôi. Bên trong đóa hoa sen màu xanh khổng lồ truyền ra một tiếng thanh minh, một con chim khổng lồ màu bạc từ đó bay ra. Con chim khổng lồ màu bạc này lúc mới xuất hiện chỉ lớn có vài trượng, nhưng hai cánh đột nhiên răng rộng, không thèm quan tâm đến cơn mưa rung nham ở xung quanh, lông vũ toàn thân cũng biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Sau đó thoáng cái hóa thành một quái vật ngàn trượng khổng lồ, đồng thời một cổ lực lượng kỳ hàn từ trên thân con chim khổng lồ này tuôn ra, thoáng cái biến phương viên ngàn dặm bên trong này hóa thành địa phương băng hà. Ba ngày ba đêm sau, tất cả những loại hình thiên kiếp lần lượt phủ xuống, nhưng toàn bộ đều bị đóa hoa sen màu xanh bên ngoài hàn lập, thong dong hóa giải từng cái một. Giờ phút này, cả hoang đảo dưới những ảnh hưởng khủng bố của thiên kiếp, đã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một tòa quang trận sáng lập lòe đang nâng đỡ đóa hoa sen màu xanh. Mặt biển xung quanh càng hạ thấp xuống đến mấy trượng, hơn nữa một nửa biến thành mặt băng óng ánh, một nửa thì biến thành một biển dung nham cuồn cuộn ngoại trừ băng phách, ngân nguyệt và vài tên đại thừa, những người khác đều phải lùi lại chỗ xa hơn để chờ đợi. Sau khi lỗ đen trên bầu trời tán loạn biến mất, từng đoàn từng đoàn lôi điện màu tím bắt đầu ngưng tụ trong đám mây năm màu, lôi kiếp đáng sợ nhất trong thiên kiếp rút cuộc đã phủ xuống rồi. Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy hắn giơ một tay lên, một ngọn núi nhỏ màu xám xuyên qua hư không xuất hiện ngay phía trên đóa hoa sen màu xanh, sau đó nó quay tít một vòng liền biến thành một ngọn núi chọc trời cao vạn trượng. Thanh âm ông ông vang lên, từng vòng ánh sáng màu xám lập tức từ trong ngọn núi cuốn ra, nhộn nhau lan ra bốn phương tám hướng xung quanh. Lôi điện màu tím từ không trung đánh xuống, mỗi lần bị một đạo ánh sáng màu xám quét qua sẽ bị thu nhỏ lại một phần. Bên trong những quầng sáng màu xám này lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó, vừa vẫn khắc chế thiên lôi. Thậm chí một vài lôi điện màu tím còn chưa đánh xuống, bị hơn 10 vòng ánh sáng cùng lúc quét chúng liền biến thành hư vô ngay giữa không trung. Nhưng những lôi điện còn lại kia lại bỏ qua ngọn núi khổng lồ màu xám, thân thể như vô hình trực tiếp xuyên thủng ngọn núi đánh xuống. Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên bộc phát ra lam mang chói lòa, thoáng một phát đứng lên, một tiếng hét dài vang vọng chín tầng trời. Một thần ma ba đầu sáu tay cực lớn lóe lên xuất hiện phía, trong đóa hoa sen màu xanh, một tay chảo một phát vào hư không, một cây kiếm cực lớn màu xanh lục lăng không xuất hiện phía trước thân người thần ma chẳng quan tâm đến cây kiếm khổng lồ ngược lại giống to một tiếng một màn hào quang màu vàng như thực thể lăng không xuất hiện trên người đồng thời sáu bàn tay nắm lại thành quyền hung hăng đấm về phía không trung trên đỉnh đầu sau mấy tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp đỉnh đầu thần ma lăng không hiện ra một vòng xoáy khổng lồ mờ mờ màu vàng nó chỉ hơi xoay chuyển một chút một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó cuốn ra một vài lôi điện màu tím vàng rơi xuống dưới bị cỗ lực lượng này dẫn dắt phần lớn đều lóe lên rồi bị hút vào trong đó còn vài đạo lôi điện còn sót lại như cá lọt lưới thì đánh lên trên màn hào quang màu vàng trên người thần ma nhưng cũng chỉ làm cho hắn lắc lư vài cái không thể phá vỡ được đây chính là một trong những bí thuật tiên giới mà hàn lập tu luyện nguyên cương cháo lôi điện màu tím vàng trên trời đánh xuống trong khoảng thời gian hơn nửa canh giờ sau đó lôi điện hơi dừng lại một chút một hư ảnh lôi long màu tím vàng thon dài như ẩn như hiện trong đám mây ngũ sắc đúng lúc đó chúng đồng thời há to cái miệng lớn ra từng đoàn từng đoàn lôi cầu khổng lồ cỡ gian phòng điên cuồng nện xuống oanh một tiếng màn hào quang trên người thần ma ba đầu sáu tay bị hơn mười đạo điện xà tím vàng quấn quanh một hồi cuối cùng cũng vỡ vụn từng khúc mà tan biến đám mây năm màu cuồn cuộn trên bầu trời khẽ động một cái sau đó tiếng sấm cũng từ từ nhỏ lại một khuôn mặt khổng lồ không chút biểu tình từ trong đám mây chậm rãi biến ảo hiện ra đằng sau gương mặt khổng lồ, một vòng sáng chói mắt màu tím lóe lên, sau đó một khe hở màu trắng thật dài từ từ mở ra, từ trong đó mơ hồ truyền ra từng hồi phạm âm. Cửa tiên giới, Hàn Lập biến thành thần ma phía dưới, pháp lực trong thể nội đã tiêu hao mất 9 phần 10, vừa thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ thầm kêu một tiếng, một tay bấm pháp quyết, lập tức thu nhỏ lại khôi phục hình người. Hắn ngẩng đầu nhìn khe hở màu ngà sữa trong không trung, trên mặt khó nén được vẻ kích động. Nhưng đúng vào lúc này, gương mặt khổng lồ cơ hồ đã nhạt như không thấy, vậy mà đột nhiên há miệng ra một lần nữa. Sau một tiếng sét đánh, một đạo lôi điện bảy màu khác biệt một trời một vực, với loại lôi điện lúc trước lóe lên đánh xuống, chỉ sau một chút rung động, đã quỷ dị xuyên thủng cả ngọn núi khổng lồ lần đóa hoa sen màu xanh, rất nhanh đã tới chỗ đỉnh đầu Hàn Lập. Không ổn. Hàn lập hết sức hoảng sợ, nhưng hai tay lập tức chụm lại trà sát, dơ lên đỉnh đầu, lôi hòa màu vàng liên tiếp từ trong tay bắn ra, sau đó thanh kiếm gỗ màu xanh sẫm trong tay run lên một chút, rồi lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh sẫm ngút trời bay lên nghênh đón. Một tiếng nổ mạnh vang khắp bầu trời. Một vòng sáng diễm lệ hầu như chiếu sáng khắp hải dương xuất hiện trong không trung, nhưng chỉ chợt hiện lên rồi lập tức vỡ vụn trong từng đợt chấn động pháp tắc, kiếm quang màu xanh sẫm lóe lên một cái rồi hạ xuống, Hàn Lập cầm trong tay thanh kiếm gỗ màu xanh sẫm loạn trọn ngã ra. Chẳng qua lúc này sắc mặt hắn đang tái nhợt dị thường, toàn thân cháy đen, thanh kiếm gỗ trong tay cũng bị gãy rời. Hàn Lập cúi đầu nhìn qua thanh kiếm gỗ không trọn vẹn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên gương mặt khổng lồ giữa không trung, lúc này nó đã thực sự biến mất không thấy đâu nữa, mới thở dài một hơi, trong lòng hắn giờ phút này mới thực sự thả lòng. Ha ha, chúc mừng Hàn huynh vượt qua thiên kiếp, lập tức có thể phi thăng thiên giới rồi, không gian bên cạnh Hàn Lập chấn động một chút, một cái trận pháp bằng ánh sáng đen xỉ hiện lên, sau đó ma quang, hỏa tu tử, giải đạo nhân, tiểu nhân màu vàng cùng nhau xuất hiện, ma quang thấp giọng cười cười nói. Đúng vậy, rút cuộc đã vượt qua phi thăng chi kiếp, lập tức có thể trở thành một tên tiên nhân chính thức. Hàn Lập giống như đang tự nói với chính mình, thi theo trả lời, ma quang mỉm cười đang muốn nói thêm gì nữa bỗng nhiên khe hở màu ngà sữa trên bầu trời tuôn ra hào quang cực kỳ rực rỡ một cột sáng màu trắng nhũ cực lớn từ đó phun ra rồi hạ xuống thoáng một cái đã bao bọc tất cả mấy người hàn lập vào trong đó cột sáng quay tít một vòng lúc này vô số phù văn màu vàng tuôn ra đồng thời một cỗ pháp tắc chấn động tiên giới khiến người ta hít thở không thông tràn ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt đã đảo qua tất cả mọi nơi hẻo lánh của linh giới những cường giả đã ngoài đại thừa đều cảm ứng được cỗ ba động này toàn bộ đều nhao nhao kinh hỉ lập tức nhắm mắt tìm hiểu ma quang hòa tu tử hai người thấy cảnh này cũng đại hỉ liếc nhìn nhau một cái sau đó một tên thì thân hình nhoáng một cái hóa thành một đám khí đen chui vào trong thân thể hàn lập một tên thì tay bấm niệm pháp quyết hóa thành một quả cầu lừa trốn vào trong tay áo hàn lập Phệ Kim trùng vương và Giải đạo nhân, một cái là tiên khôi lỗi, một cái là linh thú của Hàn Lập, đương nhiên càng không e ngại cột sáng này, sau khi Hàn Lập vẫy tay một cái, cả hai đều hóa thành hai đạo độn quang chui vào linh thú hoàn trên cổ tay Hàn Lập. Lúc này, phía xa xa trên bầu trời mới có tiếng phá không truyền đến, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 đạo độn quang từ phía chân trời hiện ra, cũng dùng tốc độ nhanh nhất bay tới chỗ này, nhưng đã muộn mất rồi. Sau khi Hàn Lập mơ hồ trông thấy Nam Cung Uyển mặt mũi tràn đầy vẻ lo nghĩ, dường như sắp khóc trong một đạo độn quang, liền có cảm giác thân hình nhẹ bẫng, lập tức được vô số ánh sáng màu vàng bao bọc, bay dọc theo cột sáng về phía khe hở trên không trung kia. Khi vừa mới tiến vào trong khe hở, Hàn Lập tức thì cảm thấy toàn thân cứng đờ, đầu hơi gục xuống, cứ như vậy rơi vào hôn mê. Không biết bao lâu sau, Hàn Lập trong một cỗ khí tức mắt lạnh chậm rãi mở mắt ra, trước mắt xuất hiện gương mặt một gã thanh niên anh tuấn dị thường, gã thấy hắn tỉnh dậy liền mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói, tại hạ cao thăng, hoan nghênh đạo hữu phi thăng tới Bắc Hàn tiên vực. chương 2446 tại một nơi nào đó ở cực Tây, có một cánh cửa đá nằm trên ngọn núi đứng sừng sững ở đó không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên, phanh, một tiếng nổ vang trời, cánh cửa đá vỡ tung từ trong ra ngoài, vụn đá bắn đi tứ phía. Từ bên trong đám bụi vụn đá đó, một người thanh niên mặc trường bào màu xanh, vẻ mặt không lộ bất kỳ sắc thái tình cảm nào bước ra, Người thanh niên này có làn da ngăm đen, khuôn mặt bình thường, nhưng đôi mắt có thần dường như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu mọi việc, đồng tử mơ hồ lóe ra lam mang lưu chuyển bất định. Đây chính là thánh đường của Thiên Trúc giáo đã biến mất hàng ngàn năm trước đó sao? Xem ra nơi này đã bị thời gian sói mòn, không còn được như xưa. Chỉ có điều không ngờ được rằng cấm chế bên ngoài lại vẫn còn rất lợi hại. Mặc dù đã mất đi hơn nửa hiệu lực, nhưng cũng khiến ta phải tốn nửa ngày trời mới phá giải được người thanh niên dừng lại trước cánh cửa đá đã bị nổ tung, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh quan sát, như mày tự nói vài câu. Đằng sau cánh cửa đá, rõ ràng là một gian mật thất rộng chừng 30 trượng. Ở giữa gian mật thất có một thạch quan, phong cách cổ xưa. Xung quanh thạch quan là hơn 10 khôi lỗi bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Ngoài những con khôi lỗi, không còn nguyên vẹn này ra thì trong mật thất không còn thứ gì khác. Người thanh niên đứng ở trước cánh cửa trầm ngâm trong chốc lát, hắn quay lại nhìn thạch quan bên trong mật thất chậm rãi đi đến bên cạnh những con khôi lỗi kia với tạo nghệ khôi lỗi thuật của hắn chỉ liếc qua một cái là biết được những con khôi lỗi này không cách nào sửa chữa được cho nên hắn cũng không có chú ý nhiều đến những con khôi lỗi này nghe nói đây là nơi ẩn thân cuối cùng của đại diễn thần quân ở đây lại có một cỗ thạch quan xem ra chuyện này cũng không phải là giả không có lửa làm sao có khói người thanh niên thì thào một câu đầu vai người thanh niên hơi di động một chút thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa sau một khắc ở gần thạch quan xuất hiện hư ảnh nhàn nhạt, nhạt thân hình người thanh niên lại xuất hiện tay áo vung lên phốc một cỗ kình phong thuận theo cái vung tay đó quét sạch những bụi bặm bám trên thạch quan cho bụi được quét sạch trên nắp thạch quan xuất hiện những hòa văn chẳng chịt người thanh niên dò xét những hòa văn này trong chốc lát lại yên lặng tính toán một hồi lùi về phía sau nửa bước hai tay hắn giơ lên trước ngực mười ngón tay nhanh chóng vận chuyển pháp quyết trong chốc lát, đủ loại màu sắc hoa văn từ 10 ngón tay của người thanh niên bay ra, cũng hóa thành những linh quang chui vào bên trong thạch quan. Ông ông, âm thanh vang lên, hoa văn trên nắp thạch quan tỏa sáng hào quang. Tầng tầng tia sáng bắn lên khoảng không phía trên thạch quan, đồng thời đẩy những linh quang kia ra khỏi thạch quan. Người thanh niên thấy vậy liền nhíu mày. Hai tay lại tiếp tục huy động, một bàn tay đưa về phía vỗ xuống. Đồng thời người thanh niên mỉm cười nói, chỉ là một vật chết mà cũng muốn ngăn cản ta sao vừa dứt lời, không gian liền chấn động. Một cự trưởng màu xanh cao lớn gần trượng xuất hiện phía trên thạch quan, hung hăng vỗ xuống một cái. Hoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Những tia sáng toát ra từ hoa văn trên nắp thạch quan bị cự trưởng mạnh mẽ đánh tan. Thậm chí nắp thạch quan cũng bị ảnh hưởng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, nắp thạch quan vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Nắp thạch quan đã vỡ, những gì ở bên trong thạch quan cũng hiện ra trước mắt, Người thanh niên tập trung tư tưởng suy nghĩ, đồng thời ánh mắt cũng nhìn vào trong thạch quan. Hắn bất chợt giật mình. Trong thạch quan, ngoại trừ một khối lỗi hình người màu xanh, có vóc dáng không khác gì một người trưởng thành ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Đây là người thanh niên nhíu mày, đánh ra một trưởng. Vèo. Khối lỗi hình người màu xanh trong thạch quan bất giác bay lên tiến đến gần người thanh niên. Hắn cẩn thận kiểm tra khối lỗi hình người màu xanh này. Sau một lúc lâu, người thanh niên khẽ vung tay đẩy khối lỗi hình người này vào bên trong thạch quan vẻ mặt lộ sự thất vọng rõ rệt. Hắn lầm bẩm nói, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, căn bản không có tác dụng gì. Xem ra nơi này cũng không phải là nơi đại diễn thần quân tạo hóa. Chẳng nhẽ chuyến đi này của ta tay không mà về sao? Nói xong những lời này. Người thanh niên quay người lại. Hắn muốn theo đường cũ rời khỏi mật thất. Nhưng ánh mắt của hắn vô tình nhìn về phía một con khôi lỗi, cũ nát nằm ở một góc khuất. Nội tâm khẽ động, hắn cải biến chủ ý, đi qua đó kiểm tra, đại diễn thần quân uy chấn cực tây hơn trăm năm, khôi lỗi thuật cũng là thủ đoạn mà hắn am hiểu nhất. Khôi lỗi ở đây tuy không thể nào sử dụng được nữa nhưng bộ dáng con khôi lỗi nằm ở góc khuất kia lại bất đồng. Người thanh niên cảm giác được hắn có thể tìm được niềm vui ngoài ý muốn từ con khôi lỗi này. Cánh tay vung lên, hơn 10 con khôi lỗi xung quanh thạch quan bị thu vào trong chữ vật thủ trạc. Thân hình người thanh niên chợt biến mất rồi lại xuất hiện bên cạnh con khôi lỗi, cũ nát nằm trong góc khuất, đây là một con khôi lỗi cự viên khi nhìn thấy con khôi lỗi này sắc mặt người thanh niên kinh biến con khôi lỗi cự viên này vốn nằm im bất động ở đó đột nhiên từ trong miệng bắn ra một mũi tên bảy màu bắn thẳng tới mi tâm của người thanh niên hắn cả kinh nhưng không hề bối rối cánh tay không nhanh không chậm vung lên một tiểu thuẫn màu đen xuất hiện trước mặt phốc mũi tên bảy màu giống như không tồn tại xuyên qua tiểu thuẫn màu đen chui vào bên trong mi tâm người thanh niên người thanh niên loạn trọng lùi về phía sau vài bước mới có thể ổn định thân hình. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng kinh sợ, không còn bảo trì được sự chấn định như trước nữa. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đã dính phải thất tình quyết của bản thần quân, còn không mau thành thật quy thuận ta. Nếu không, ngươi sẽ biết được cảm giác thể nào là sống không bằng chết. Bên tai người thanh niên truyền đến một giọng nói tinh tế. Thất tình quyết, người thanh niên vừa nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi rét lạnh. Với tính cách của hắn, khẳng định sẽ không đứng khoanh tay chịu chết, không chút lưỡng lự, tay áo mãnh liệt vung lên. 72 thanh phi kiếm màu xanh từ, trong tay áo bay ra xung quanh biến thành một kiếm trận. Bảo hộ hắn ở bên trong. Người thanh niên tùy ý khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, hai tay đặt trước bụng bắt đầu vận công. Hừ, thật đúng là không thấy thạch quan không đổ lệ. Tốt, bản thần quân thi pháp, để cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của thất tình quyết. Ra mặt người thanh niên có chút co rúm lại, hắn giống như không hề nghe thấy lời nói kia, đồng thời từ trong miệng hắn phát ra những chú ngữ tối nghĩa khó hiểu về sau thân hình người thanh niên run lên nhưng vẫn bảo trì tư thế bất động hừ một tiếng hừ lạnh vang lên âm thanh chú ngữ so với lúc đầu xuất hiện rồn rập hơn mí mắt người thanh niên thoáng động vẻ mặt đột nhiên biểu lộ cực kỳ cổ quái nguyên lai like thất tình quyết này chỉ có thể tác dụng lên nguyên anh nếu như vậy thì đạo hữu tìm nhầm đối tượng rồi người thanh niên bỗng cười ha ha hai mắt mở trừng một ngón tay giơ ra vẽ lên hư không một đồ án ánh sáng màu xanh lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh sắc bén chém khôi lỗi cự viên làm hai nửa khôi lỗi cự viên tách ra làm hai bên trong xuất hiện một người nhỏ bé người này chỉ cao hơn một xích toàn thân người này đầy những hòa văn giống như trên nắp thạch quan thì ra đây chỉ là một tiểu khôi lỗi hình người hiếm thấy tuy đây chỉ là một khôi lỗi hình người nhưng lại có thể biểu lộ ra nét mặt giống như người thật hai mắt óng ánh xoay động tiểu khôi lỗi này muốn nói gì đó thế nhưng chưa kịp mở miệng thì người thanh niên bên trong kiếm trận đứng lên cánh tay đưa ra xuất hiện một lực lượng quỷ dị giam cầm tiểu khôi lỗi hình người này tại chỗ tiền bối tự xưng là thần quân chẳng nhẽ chính là đại diễn thần quân uy trấn cực tây vạn năm trước người thanh niên nhìn chằm chằm vào tiểu khôi lỗi hình người chậm rãi hỏi đúng thì sao không đúng thì thế nào tiểu khôi lỗi hình người sau một lúc trầm mặc mới mở miệng nói thanh âm có chút già nua ha ha vô lý ra tay đối với ta ta đương nhiên sẽ không tha nhưng vãn bối lần này bôn ba đến cực tây chính là muốn tìm tiền bối cho nên việc này có thể bỏ qua người thanh niên nghe vậy liền nở nụ cười giống như không phải cười nói tìm ta ngươi là người nào tiểu khôi lỗi kinh ngạc hỏi vậy thật sự là đại diễn tiền bối thật sự là không thể nào tưởng tượng được tiền bối lại có thể còn sống sau vạn năm như vậy vãn bối xin tự giới thiệu vãn bối là hàn lập trong lúc vô tình học tập được đại diễn quyết của tiền bốn lần này từ thiên nam xa xôi đến đây muốn thỉnh giáo tiền bối người thanh niên mở miệng khẽ nói vẻ mặt lộ ra sự chân thành đồng thời vung tay lên giải thoát giam cầm cho tiểu khôi lỗi hàn lập người tu luyện đại diễn quyết của ta tiểu khôi lỗi cũng ngây người đúng vậy vãn bối hiện tại đã tu luyện thành công đến tầng thứ bốn bây giờ chỉ còn thiếu khẩu quyết ba tầng cuối cùng mà tiền bối không có truyền lại hàn lập thật sự không có ý tứ giấu giếm thản nhiên trả lời người đã tu thành bốn tầng đầu ta không tin ta muốn kiểm tra một chút. Cái này thì đơn giản. Vãn bối sẽ thi triển đại diễn quyết tầng thứ tư. Tiền bối là người đã sáng tạo ra pháp quyết này, chắc hẳn chỉ cần nhìn qua là biết. Hàn lập cười nói. Tốt, vậy thì thi triển cho lão phu nhìn xem. Tiểu khôi lỗi không khách khi nói. Hàn lập nghe vậy, lật một tay, đồng thời miệng niệm pháp quyết. Một tia sáng màu vàng lóe lên ở đầu ngón tay, miệng phun ra ba chữ thất thần thứ. Thanh âm không lớn, nhưng mà tiểu khôi lỗi nghe xong lời này lại biến sắc thân hình lập tức bộc phát ra một tầng hào quang màu bạc rung động mấy lần. Sau vài lần rồi mới khôi phục như thường. Thất thần thứ, không nghĩ tới ngươi lại có thể tu luyện thành tinh thần bí thuật này. Xem uy lực như vậy, thật sự là đại diễn quyết tầng thứ tư viên mãn mới có được uy năng này. Thế nhưng lúc trước lão phu thi triển thất tình quyết, chuyên môn dùng để đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có thể nào tránh thoát được. Ngươi vì sao lại bình an vô sự, tiểu khôi lỗi lộ ra thần sắc phức tạp, lại nghĩ tới chuyện lúc trước liền hỏi. Ha ha, vấn đề này rất đơn giản. Bởi vì nguyên anh của hàn mỗ căn bản không có chúng phải thất tình quyết, mà là dị nguyên anh thứ hai của hàn mỗ chúng phải. Hàn lập cười nhẹ, ngón tay hướng lên đỉnh đầu vẽ một vòng. Một cỗ hắc khí từ đó xông lên lao ra ngoài, xoáy thành một vòng liền biến thành một nguyên anh, màu đen độc nhất vô nhị có khuôn mặt giống hệt hàn lập. Chỉ có điều sắc mặt của nguyên anh màu đen này có phần tiểu tụy, bộ dáng như vô hồn, nguyên anh thứ hai điều này sao có thể nhìn tu vi của ngươi bất quá cũng chỉ mới tiến ra nguyên anh sơ kỳ chưa được bao lâu sao còn có dư lực tu luyện ra nguyên anh thứ hai tiểu khôi lỗi nhìn thấy nguyên anh thứ hai của hàn lập xuất hiện thì chấn động nhãn lực của tiền bối thật chuẩn xác vãn bối mới ngưng kết nguyên anh không lâu nhưng lại có được cơ duyên cho nên mới có thể luyện chế ra được nguyên anh thứ hai vấn đề mà tiền bối thắc mắc vãn bối cũng đã trả lời rồi không biết tiền bối có thể truyền lại ba tầng pháp quyết cuối cùng của đại diễn quyết cho vãn bối hay không hàn lập ho nhẹ một tiếng rồi mới hỏi một cách thâm ý đại diễn quyết là do lão phu tân tân khổ khổ mới có thể sáng tạo ra được nhìn bộ dáng của ngươi chắc hẳn không phải là hậu nhân của môn hạ của ta ta vì sao lại phải đem ba tầng pháp quyết cuối cùng truyền cho ngươi tiểu khôi lỗi thở dài một hơi gương mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hiện tại tiền bối không có tiền vốn để cò kè mặc cả Hàn lập giò xét tiểu khôi lỗi, hắn cười giống như không phải cười, nói. Hắc hắc, người nếu như muốn diệt đi nguyên thần của lão phu thì cứ ra tay đi. Dù sao ta đã sống qua ngần ấy năm rồi, bản thần quân cũng sống đủ rồi. Huống chi, cho dù người không có ra tay thì với cường độ linh hồn của lão phu hiện tại cũng không thể nào sống qua vài năm nữa. Đại diễn thần quân lạnh giọng nói. Tiền bối ngoan cố như vậy, hẳn cho rằng hàn mỗ không có hiểu được sư hồn bí pháp. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, thanh âm lạnh hơn vài phần sư hồn bí pháp. Người tưởng rằng lão phu sợ bí pháp này sao? Bản thần quân ngay cả tinh thần bí thuật cỡ đại diễn quyết cũng có thể sáng tạo ra, thì cái sư hồn bí pháp kia sao có thể làm khó được bản thần quân? Nếu không được, bản thần quân lập tức tự bạo nguyên thần là được. Đại diễn thần quân không thèm để ý đến lời nói của Hàn Lập, bộ dáng rừng rưng như không. Hàn Lập nghe đại diễn thần quân nói như vậy cũng phải im lặng suy nghĩ một hồi. Trước mắt, lão quái vật này chỉ còn lại một phần nguyên thần, cơ hồ không có bất kỳ pháp lực nào, nhưng đối với tinh thần bí thuật lại tinh thông dị thường nếu thật sự mạnh mẽ động thủ chỉ sợ không có cách nào khiến cho lão mở miệng tiền bối cần gì phải cứng rắn ngạnh kháng như vậy Hàn Mỗ lại cho rằng thế gian không có bất kỳ vật gì không trao đổi được chỉ là cái giá phải trả có đủ hay không thôi nét mặt Hàn lập khôi phục như bình thường chậm rãi nói ra trao đổi lão phu nhìn không ra trên đời này còn có thứ nào có thể làm cho lão phu động tâm Tiểu Khôi lỗi khoanh tay trước ngực nhìn Hàn lập nhàn nhạt, nhạt nói không biết thứ này có khiến tiền bối cảm thấy hứng thú hay không. Hàn lập suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay chấp động quang mang, bỗng nhiên một đoạn quái mục dài hơn một thước xuất hiện. Đoạn quái mục này bề ngoài trái đen thô giáp, gồ ghề, xấu xí vô cùng. Dưỡng hồn mộc, ngươi lại có được linh vật loại này. Đại diễn thần quân vốn lạnh nhạt, hờ hững, vừa thấy dưỡng hồn mộc liền lộ ra sự vui mừng cực độ. Dưỡng hồn mộc, chẳng những có thể bảo trì hồn lực của tiền bối không bị thất thoát ra ngoài, càng có khả năng dưỡng hồn kỳ diệu, Đối với tình trạng của Tiền Bối hiện tại mà nói đúng là bảo vật. Hàn Lập đưa đoạn dưỡng hồn mộc ra trước mặt Đại Diễn Thần Quân, cười nhạt nói: "Dưỡng hồn mộc này xác thực có tác dụng rất lớn đối với ta, nhưng cho dù có được nó để tầm bổ linh hồn thì lão phu cũng chỉ có thể sống thêm chục năm mà thôi. Chỉ bằng thứ này, lão phu không thể đáp ứng truyền lại ba tầng pháp quyết sau cùng của Đại Diễn quyết cho người." Đại Diễn Thần Quân do dự một lúc lâu, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Đáp án này rõ ràng vượt qua dự liệu của Hàn Lập." Hắn nhướng mày, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, các hạ đến cùng có yêu cầu gì mới bằng lòng đem pháp quyết truyền thụ lại cho ta. Ta xem thần quân cũng không phải thật lòng buông xuôi muốn chết sớm như vậy. Ngoại trừ đoạn dưỡng hồn mộc này ra thì những điều kiện khác, chỉ cần hàn mỗ có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Xem ra ngay cả bí mật đại diễn quyết có thể trợ giúp đột phát tu vi, ngươi đã biết rõ. Hắc hắc. Đã như vậy cũng không phải là không thể truyền cho ngươi ba tầng pháp quyết cuối cùng, nhưng ngươi phải giúp ta luyện chế dưỡng hồn mộc này thành một kiện pháp khí dưỡng hồn. Ngoài ra ngươi còn cần làm giúp ta hai chuyện. Đại diễn thần quân cười hắc hắc cũng không có khách khí. Thần quân, mời nói. Sắc mặt hàn lập ngưng trọng, chờ đợi yêu cầu của đại diễn thần quân. Tiểu khôi lỗi lộ ra thần sắc phức tạp, lại nghĩ tới chuyện lúc trước liền hỏi. Ha ha, vấn đề này rất đơn giản. Bởi vì nguyên anh của hàn mỗ căn bản không có chúng phải thất tình quyết, mà là dị nguyên anh thứ hai của hàn mỗ chúng phải. Hàn Lập cười nhẹ, ngón tay hướng lên đỉnh đầu vẽ một vòng. Một cỗ hắc khí từ đó xông lên lao ra ngoài, xoáy thành một vòng liền biến thành một Nguyên Anh, màu đen độc nhất vô nhị có khuôn mặt giống hệt Hàn Lập. Chỉ có điều sắc mặt của Nguyên Anh màu đen này có phần tiểu tụy, bộ dáng như vô hồn. Nguyên Anh thứ hai, điều này sao có thể? Nhìn tu vi của người bất quá, cũng chỉ mới tiến giai Nguyên Anh sơ kỳ chưa được bao lâu, sao còn có dư lực tu luyện ra Nguyên Anh thứ hai? Tiểu Khôi Lỗi nhìn thấy Nguyên Anh thứ hai của Hàn Lập xuất hiện thì chấn động nhãn lực của tiền bối thật chuẩn xác vãn bối mới ngưng kết nguyên anh không lâu nhưng lại có được cơ duyên cho nên mới có thể luyện chế ra được nguyên anh thứ hai vấn đề mà tiền bối thắc mắc vãn bối cũng đã trả lời rồi không biết tiền bối có thể truyền lại ba tầng pháp quyết cuối cùng của đại diễn quyết cho vãn bối hay không hàn lập ho nhẹ một tiếng rồi mới hỏi một cách thâm ý đại diễn quyết là do lão phu tân tân khổ khổ mới có thể sáng tạo ra được nhìn bộ dáng của ngươi chắc hẳn không phải là hậu nhân của môn hạ của ta ta vì sao lại phải đem ba tầng pháp quyết cuối cùng truyền cho ngươi? Tiểu khôi lỗi thở dài một hơi, gương mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hiện tại tiền bối không có tiền vốn để cò kè mặc cả. Hàn lập giò xét tiểu khôi lỗi, hắn cười giống như không phải cười, nói. Hắc hắc, ngươi nếu như muốn diệt đi nguyên thần của lão phu thì cứ ra tay đi. Dù sao ta đã sống qua ngần ấy năm rồi, bản thần quân cũng sống đủ rồi. Huống chi, cho dù ngươi không có ra tay thì với cường độ linh hồn của lão phu hiện tại cũng không thể nào sống qua vài năm nữa. Đại diễn thần quân lạnh giọng nói, tiền bối ngoan cố như vậy, hẳn cho rằng hàn mỗ không có hiểu được sư hồn bí pháp. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, thanh âm lạnh hơn vài phần. Sư hồn bí pháp, ngươi tưởng rằng lão phu sợ bí pháp này sao? Bản thần quân ngay cả tinh thần bí thuật cỡ đại diễn quyết cũng có thể sáng tạo ra, thì cái sư hồn bí pháp kia sao có thể làm khó được bản thần quân? Nếu không được, bản thần quân lập tức tự bạo nguyên thần là được. Đại diễn thần quân không thèm để ý đến lời nói của Hàn Lập, bộ dáng rừng dưng như không, Hàn Lập nghe đại diễn thần quân nói như vậy cũng phải im lặng suy nghĩ một hồi. Trước mắt, lão quái vật này chỉ còn lại một phần nguyên thần, cơ hồ không có bất kỳ pháp lực nào. Nhưng đối với tinh thần bí thuật lại tinh thông dị thường. Nếu thật sự mạnh mẽ động thủ, chỉ sợ không có cách nào khiến cho lão mở miệng. Tiền bối cần gì phải cứng rắn ngạnh kháng như vậy. Hàn mỗ lại cho rằng thế gian không có bất kỳ vật gì không trao đổi được. Chỉ là cái giá phải trả có đủ hay không thôi. Nét mặt hàn lập khôi phục như bình thường, chậm rãi nói ra, trao đổi. Lão Phu nhìn không ra, trên đời này còn có thứ nào có thể làm cho Lão Phu động tâm. Tiểu khôi lỗi khoanh tay trước ngực, nhìn Hàn Lập nhàn nhạt nói. Không biết thứ này có khiến tiền bối cảm thấy hứng thú hay không? Hàn Lập suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay chất động quang mang, bỗng nhiên một đoạn quái mục dài hơn một thước xuất hiện. Đoạn quái mục này bề ngoài trái đen thô giáp, gồ ghề, xấu xí vô cùng. Dưỡng hồn mộc. Ngươi lại có được linh vật loại này. Đại diễn thần quân vốn lạnh nhạt, hờ hững, vừa thấy dưỡng hồn mộc liền lộ ra sự vui mừng cực độ. Dưỡng hồn mộc, chẳng những có thể bảo trì hồn lực của tiền bối không bị thất thoát ra ngoài, càng có khả năng dưỡng hồn kỳ diệu. Đối với tình trạng của tiền bối hiện tại mà nói đúng là bảo vật. Hàn lập đưa đoạn dưỡng hồn mộc ra trước mặt đại diễn thần quân, cười nhạt nói. Dưỡng hồn mộc này xác thực có tác dụng rất lớn đối với ta. Nhưng cho dù có được nó để tầm bổ linh hồn thì lão phu cũng chỉ có thể sống thêm chục năm mà thôi, chỉ bằng thứ này lão phu không thể đáp ứng truyền lại ba tầng pháp quyết sau cùng của đại diễn quyết cho người đại diễn thần quân do dự một lúc lâu nhưng vẫn lắc đầu nói đáp án này rõ ràng vượt qua dự liệu của hàn lập hắn nhướng mày suy nghĩ một lúc lâu mới nói các hạ đến cùng có yêu cầu gì mới bằng lòng đem pháp quyết truyền thụ lại cho ta ta xem thần quân cũng không phải thật lòng buông xuôi muốn chết sớm như vậy ngoại trừ đoạn dưỡng hồn mộc này ra thì những điều kiện khác chỉ cần hàn mỗ có thể làm được tuyệt đối không từ chối Xem ra ngay cả bí mật đại diễn quyết có thể trợ giúp đột phát tu vi, ngươi đã biết rõ. Hắc hắc. Đã như vậy cũng không phải là không thể truyền cho ngươi ba tầng pháp quyết cuối cùng. Nhưng ngươi phải giúp ta luyện chế dưỡng hồn mộc này thành một kiện pháp khí dưỡng hồn. Ngoài ra ngươi còn cần làm giúp ta hai chuyện. Đại diễn thần quân cười hắc hắc cũng không có khách khí. Thần quân, mời nói. Sắc mặt hàn lập ngưng trọng, chờ đợi yêu cầu của đại diễn thần quân. Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ có thể giúp được cho bản thần quân không ít việc cả cuộc đời ta, ngoại trừ đại diễn quyết ra còn am hiểu khôi lỗi chi đạo. Đây cũng là một niềm si mê không cách nào kiềm chế được. Nếu không thì ta cũng không có rơi vào tình trạng như bây giờ." Thần sắc thần quân bất định, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe không hiểu đầu đuôi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trọng điểm trong lòng nói của đối phương, rõ ràng chuẩn bị được đề cập đến. "Những năm này của ta, nhàn nhã vô sự, cho nên trên phương diện khôi lỗi thuật có đột phát không nhỏ. Hơn nữa còn có dấu hiệu đột phá, nghiên cứu ra được một loại khôi lỗi cao cấp." luận uy lực có lẽ không có kém tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nhưng đáng tiếc bởi vì không có tài liệu, cho nên không thể nào luyện chế ra được. Từ đó cho đến nay, đây vẫn là sự tình khiến Lão Phu buồn phiền nhất. Ta hy vọng sau khi ra ngoài, đạo hữu có thể thu thập tài liệu giúp ta luyện chế ra được loại khôi lỗi này. Để cho tâm nguyện của Lão Phu được thực hiện. Đại diễn thần quân ngưng trọng nói, khôi lỗi có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Như vậy giá trị của những tài liệu kia cũng không phải là chuyện đùa. Trong lòng hàn lập cả kinh, nhưng trên mặt không xuất hiện dị sắc, hỏi lại một câu. Đúng là như thế. Hừ. Bất quá nếu như có thể luyện chế ra con khối lỗi này thì nó là của ngươi. Tất cả đều thuộc về ngươi, chẳng nhẽ ngươi không muốn sao? Đại diễn thần quân hừ một tiếng, nói. Vậy điều kiện còn lại của tiền bối là gì? Hàn lập nghe vậy, trong lòng cũng có chút cân nhắc, không hề do dự đáp ứng. Điều kiện này vô cùng đơn giản. Bản thần quân tuy bị nhốt nhiều năm không có ra ngoài, nhưng cũng biết được hiện tại thiên trúc giáo chắc chắn đã thay đổi rất nhiều, cũng không biết hậu nhân của những đệ tử thân truyền của ta còn có chấp trường bản giáo hay không một thân sở học của ta không thể để bị đoạn tuyệt như vậy được cho nên lão phu mong đạo hữu giúp ta tìm kiếm một đệ tử có tư chất tuyệt hảo đem nhất mạch công pháp truyền xuống đại diễn thần quân mở to mắt hít một hơi thật sâu rồi nói ha ha điều kiện này tự nhiên không thành vấn đề vãn bối cũng nhận lời hàn lập nghe thấy điều kiện thứ hai của đại diễn thần quân liền cười ha ha đã như vậy giao dịch này đã được thành lập chờ ngươi luyện chế được pháp khí dưỡng hồn, ta sẽ đem khẩu quyết đại diễn quyết tầng tiếp theo truyền thụ cho ngươi. Sau đó cùng ngươi rời khỏi nơi này. Đại diễn thần quân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: Hàn lập tự nhiên không có dị nghị gì. Chương 2447 ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mấy ngày sau, Hàn lập đeo trên lưng một đoạn dưỡng hồn mộc dài hơn một thước đi ra khỏi cửa mật thất. Một luồng gió nổi lên, mơ hồ truyền đến những âm thanh nói chuyện với nhau. Hắc hắc bản thân quân thật không ngờ còn có thể được nhìn thấy ánh mặt trời tiền bối vẫn nên nhỏ giọng một chút nơi đây là cấm địa của thiên trúc giáo vạn nhất bị đám hậu nhân nghe thấy thì lại phiền toái <laughs> với tu vi của ngươi những thằng danh con kia còn có thể gây khó cho ngươi sao thanh âm đàm thoại càng ngày càng xa cuối cùng nhạt nhòa theo gió bắc hàn tiên vực hàn lập nháy mắt mấy cái hắn phát hiện ra mình đang nằm trong một thủy trì rộng không đến 10 trượng nước trong thủy trì trong xanh ôn hòa làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp Ha ha, Bắc Hàn tiên vực ở phương Bắc là một trong tứ đại tiên vực. Đạo hữu vừa mới phi thăng lên tiên giới, có một vài sự tình cần lưu ý, nhưng không biết đạo hữu tên họ là gì, là từ hạ giới nào phi thăng. Phi tiên đài này nằm ở một địa phương xa xôi hẻo lánh, có rất ít người giống như đạo hữu, có thể trực tiếp phi thăng lên tiên giới. Một người thanh niên đứng bên cạnh, cười hì hì dò hỏi Hàn Lập. Tại hạ là Hàn Lập, là từ linh giới phi thăng lên. Nơi này chính là phi tiên đài trong truyền thuyết trừ đạo hữu ở đây ra hình như bên ngoài cũng không có người nào khác hàn lập vỗ nhẹ tay xuống mặt nước thoáng cái đã bay lên khỏi thủy trì trên người lóe lên ánh sáng màu xanh dịu nhẹ quần áo không hề dính một chút nước nào lúc này hàn lập phát hiện trưởng thiên bình nguyên cùng với ngũ cực sơn và các loại trọng bảo điều bình yên vô sự nằm trong cơ thể hắn ngược lại đám người ma quang giấu ở trong túi đại linh thú lại không có bất kỳ phản ứng nào mà nơi đây xem ra chỉ là một phi thiên đài đơn giản, chứ ở trung tâm có một thủy trì ra thì bốn phía xung quanh phi thiên đài bị bao phủ, bởi một tầng ánh sáng. Bên ngoài tầng ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được những bông tuyết rơi như mạn thiên phi vũ. Thế giới bên ngoài là một thế giới băng tuyết, nguyên lai like là hàn đạo hữu. Chỉ là đạo hữu đến từ nơi gọi là linh giới, quả thật có chút phiền toái. Trong số những hạ giới thì cứ 10 hạ giới lại có đến 2, 3 hạ giới được gọi là linh giới. Thôi, ta cứ tùy tiện giúp đạo hữu đăng ký, dù sao thượng cấp cũng không có mấy ai dỗi hơi đi tra những chuyện như thế này. Cao Thăng nhướng mày, nhưng cũng lập tức nói, ý tứ không có cái gì phức tạp khó khăn cả. Hai tay Cao Thăng giơ ra trước người, hóa trào vô vào trong hư không. Trong tay lập tức xuất hiện một quyển sách ngọc óng ánh cùng với một cự bút màu bạc, cũng nhanh chóng viết lên trên đó mấy chữ. Trong lòng Hàn Lập lúc này mặc dù có phần kinh ngạc nhưng cũng không có lộ ra ngoài. Ngược lại càng đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của đối phương một lát sau hai tay cao thăng léo lên hào quang sách ngọc cùng cự bút liền biến mất không thấy đâu thay vào đó là một ngọc bài màu tím hơi mỏng cao thăng tươi cười đưa ngọc bài cho hàn lập đây là hàn lập cũng không có lập tức nhận lấy mà vẫn đứng bất động ở đó hỏi đây là tiên bài của đạo hữu mỗi một người khi phi thăng sau khi đăng ký vào trong danh sách đều có thể nhận được ngọc bài này có vật này về sau đạo hữu có thể tiến vào tất cả các đại tiên thành mà không cần phải trải qua quá trình kiểm tra hơn nữa còn có thể tiến vào một số địa phương đặc thù mà không cần giao nạp bất cứ phí tổn nào. Ha ha, cái này chỉ có những người phi thăng lên tiên giới mới nhận được đãi ngộ này. Giống như ta, hay các chân tiên bản thổ tiên giới không có được đãi ngộ như thế này. Cao Thăng dùng một loại khẩu khí hâm mộ nói với Hàn Lập, "Cái này là vì sao?" Hàn Lập rốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh ngạc, "Tiên giới vô biên vô hạn, tiên nhân bản thổ cũng phải dùng đến đơn vị hàng tỷ để tính toán." nhưng những người ở hạ giới dựa vào thực lực của chính mình phi thăng lên tiên giới, trở thành tiên nhân lại rất ít. Nhưng bên trong tất cả các tiên vực thì trong các tiên nhân đẳng cấp cao, số lượng tiên nhân phi thăng và tiên nhân bản địa lại sấp xỉ ngang bằng nhau. Điều này đại biểu cho cái gì? Có lẽ đạo hữu hiểu rất rõ. Cao thăng mỉm cười giải thích. Thì ra là thế. Ta cũng hiểu ra vài phần. Tiên giới đã có quy định này, ta cũng không khách khí. Hàn lập có chút giật mình, gật gật đầu, khoát tay đón lấy ngọc bài, Cầm ngọc bài trong tay, Hàn Lập đưa lên trước mặt cẩn thận quan sát, thì thấy mặt trước ngọc bài xuất hiện chân dung của chính mình, trông rất sống động, bên cạnh còn có ghi lại danh tính của mình cùng với hai chữ phi thăng. Những văn tự này đều là kim truyện văn, tay áo Hàn Lập run lên, ngọc bài lập tức lóe lên biến mất, hắn mở miệng cười hỏi, nghe khẩu khí của cao huynh thì tiên giới tựa hồ rất có trật tự, nhưng không biết thượng cấp trong miệng đạo hữu có phải. Việc này Hàn huynh không nên hỏi nhiều, chỉ cần xem qua ký ức thạch này là có chút lý giải cao thăng cũng không có nói gì thêm giơ tay lên ném về phía hàn lập một khối tinh thạch màu xanh hàn mỗ đa tạ hàn lập bắt lấy tinh thạch trên mặt lộ ra sự cảm kích sau đó đưa ký ức thạch đặt lên mi tâm phương pháp sử dụng ký ức thạch rất dễ chỉ cần thúc giục một chút pháp quyết rồi đưa thần thức xuyên vào trong đó thời gian trọn vẹn một chén trà hàn lập mới thở khẽ một hơi đưa ký ức thạch ra khỏi mi tâm cũng chậm rãi nói thì ra là thế tiên giới hôm nay bị phân thành vô số tiên vực mà những tiên vực này đều có tiên cung tiến hành giám thị cái này thì có chút ý tứ chỉ là giám thị mà không phải thống trị đạo hữu quả nhiên là một người có ánh mắt tinh tường đã như vậy ta cũng nói cho đạo hữu biết một số tin tức về tiên giới hiện nay không biết đạo hữu có hứng thú nghe tại hạ kể chuyện cao thắng nghe được ngữ khí của hàn lập trên mặt lại biểu hiện kỳ quái hỏi kính sinh cao huynh chỉ điểm một hai hàn lập vừa chắp tay sắc mặt cũng ngưng trọng thêm vài phần Hàn đạo hữu không cần khách khí, tình hình tiên giới xác thực cùng với tiên giới trong ký ức thạch có chút bất đồng. Tiên vực trên danh nghĩa đều thuộc sự giám thị của Tiên cung, nhưng trên thực tế, mỗi tiên vực đều có không ít các thế lực cường đại không dưới Tiên cung, thậm chí còn có các thế lực siêu cường đại có thể cùng Tiên cung đối kháng, chỉ là chư vị đạo tổ đều muốn duy trì một trật tự nhất định ở tiên giới để tránh xảy ra xung đột khiến cho tiên vực nhiễu loạn khó có thể giải quyết ổn thỏa được nên mới cam chịu để cho tất cả các tiên vực trên danh nghĩa đều do tiên cung làm chủ đương nhiên những tiên cung này bản thân cũng là một thế lực siêu cường đại ở trong tiên vực nếu không thì không thể nào phục chúng mà đại bộ phận chấp trưởng giả của tiên cung đều rất thức thời cũng không đi chọc giận người khác làm tổn thương thế lực của chính mình cho nên hiện tại tiên giới coi như được bình an chỉ cần không xúc phạm cấm luật của tiên giới, tự nhiên có thể ở tiên giới hào hảo tiêu giao. mà đạo hữu lại là tiên nhân phi thăng, tình hình cùng tiên nhân bản địa có phần khác biệt. chân tiên vừa phi thăng mặc dù trải qua lôi kiếp tẩy lễ, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cải biến, có thể tiếp nhận tiên linh lực. nhưng nếu quá trình chuyển hóa này hoàn tất thì sợ rằng cũng mất đến mấy trăm năm. tại hạ đề nghị đạo hữu nên chọn một thế lực trong tiên vực phụ thuộc vào, đợi khi chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa hoàn toàn thanh tiên linh lực rồi hãng tính đến làm những sự tình khác nếu không đạo hữu là người mới lên tiên giới, tiên linh tinh tiêu hao hàng ngày chỉ sợ cũng không phải là con số nhỏ. Cao Thăng cũng không khách khí, chậm rãi nói. Hàn Lập đứng bên lắng nghe, biểu lộ sự đam chiêu. Đa tạ Cao Huynh chỉ điểm. Nghe khẩu khí của đạo hữu, hình như không phải là người của tiên cung. Hàn Lập cười một tiếng, đột nhiên hỏi. Hàn đạo hữu nhìn ra, tại hạ xác thực không phải là người của tiên cung, mà người của thạch kỳ điện. Sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là nhiệm vụ mà tiên cung giao cho bản điện mà thôi, Bất quá nếu đạo hữu hiện tại chịu gia nhập bản điện, cao mỗ tự nhiên cực kỳ hoan nghênh. Thạch kỳ điện chẳng những có thể cung cấp đủ các loại đái ngộ mà ngay lúc này, ta có thể làm chủ cho đạo hữu, ở trong bản điện có thể tu luyện miễn phí một bộ tiên gia công pháp đẳng cấp cao. Cao thăng cũng cười, không chút nào giấu diếm ý đồ của mình, trả lời. Tiên gia công pháp. Hàn lập nhíu mày hỏi lại một câu. Tiên gia công pháp là pháp quyết tu luyện dành cho chân tiên, chỉ có tu luyện tiên gia công pháp mới có thể chính thức luyện hóa được tiên linh lực không những thế còn có thể giúp cho tiên nhân cấp thấp đột phá trở thành tiên nhân cấp cao bất quá đại bộ phần tiên gia trung giai công pháp cho dù có tu luyện tới viên mãn cũng chỉ có thể giúp cho tiên nhân đề cao một phần cảnh giới mà thôi đến lúc đó không thể không chọn lựa một bộ tiên gia công pháp khác để tu luyện mà chỉ có những thế lực lớn mới cất giữ những tiên gia công pháp cao cấp có khả năng giúp cho chân tiên tu luyện đến khi đột phá một cảnh giới mới thôi mà loại tiên gia công pháp có cấp bậc như vậy, ở bên ngoài có rất ít. Dù cho có xuất hiện thì cũng chỉ là mặt hàng bình thường nhất mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Cao Thăng tự hồ thấy được sự nghi ngờ của Hàn Lập, bèn chủ động giải thích. Chẳng nhẽ không có tiên gia công pháp nào có thể đột phá đến cảnh giới đạo tổ sao? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Đạo tổ? Ha ha. Hàn đạo hữu có chi khí cao như vậy, không phải người bình thường có được nhưng đáng tiếc cho dù là tiên giới có thập đại thần điển cũng không có một bộ nào giúp cho tiên nhân trực tiếp tu hành lên cảnh giới đạo tổ hiện tại ở tiên giới có hơn trăm vị đạo tổ mỗi một người đều kinh nghiệm qua không biết bao nhiêu kiếp nạn cộng thêm tạo hóa kinh người cũng thiên duyên mới có thể đi tới cảnh giới này cho dù là tiên gia công pháp cao thâm mặt chắc nhất cũng chỉ có thể giúp cho tiên nhân tu luyện đến thái ất cảnh nếu như muốn đột phá chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi cao thăng lộ ra một tia thần sắc quái dị, nhưng mà về sau vẫn cười ha ha, đồng thời lại giải thích thêm cho Hàn Lập. Xem ra muốn thành tựu đạo tổ là một chuyện khó có thể đạt được. Nhưng không biết dưới thái ất cảnh còn có mấy tầng tiên nhân cảnh. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc thoáng kinh dị, nhưng vẫn gật gật đầu hỏi tiếp. Tuy chúng ta bị những người ở hạ giới gọi chung là chân tiên, nhưng trên thực thế chân tiên trong chân tiên cảnh chỉ là cấp bậc thấp nhất mà thôi. Phía trên còn có hư linh, thanh nguyên, đại la, mỗi một cảnh giới đều phải khổ tu qua trăm vạn năm mới có hy vọng đột phá cho nên mỗi một cảnh giới lại chia thành ba giai vị ngay cả những người có cùng cảnh giới nhưng chỉ cần hơn kém nhau một giai vị thôi thực lực thần thông cũng cách biệt một trời một vực cao thắng lưỡng lự trả lời vậy hiện tại cao huynh bây giờ ở cảnh giới nào hàn lập như có điều suy nghĩ liền hỏi thật hổ thẹn tại hạ tu thành chân tiên đã mấy trăm vạn năm nhưng vẫn một mực kẹt ở cảnh giới chân tiên thượng vị không cách nào tiến thêm một bước nếu không có cơ duyên tạo hóa cuộc đời này cũng chỉ có để dừng lại ở cảnh giới này mà thôi cao thăng nghe vậy cười khổ hàn lập nghe thấy vậy sắc mặt hơi đổi thực lực đối phương hắn không thể nhìn thấu vậy mà vẫn chỉ là chân tiên thượng vị mà thôi nói như vậy như tại hạ vừa mới phi thăng lên tiên giới trở thành tiên nhân có lẽ có tu vi chân tiên hạ vị hàn lập thì thào nói hạ vị miễn cưỡng có thể xem là như vậy dù sao thì hiện tại tiên nguyên lực của hàn đạo hữu còn chưa có chuyển hóa toàn bộ chờ qua mấy trăm năm mới có thể tính là chân chính tiến vào cảnh giới chân tiên cao thăng cười trả lời hàn lập nghe xong càng im lặng nửa ngày một hồi lâu sau mới hỏi thêm lần nữa nghe khẩu khí cao huynh thì trong tiên giới ngoại trừ chân tiên chúng ta ra còn có không ít tu luyện giả bình thường trong tiên giới dưới chân tiên xác thực có không ít tu luyện giả tiên nhân chúng ta mặc dù thần thông quảng đại nhưng không có cách nào có thể bảo chứng hậu nhân của mình có thể tu luyện đến cảnh giới chân tiên những người này bởi vì không cách nào tiếp nhận được tiên linh lực, thọ nguyên có hạn, chỉ có thể tự hành kết hôn sinh con, lại vì gia tộc mà sinh ra đời sau. Cứ như thế tuần hoàn không ngưng nghỉ, thẩm nghĩ nhân số cũng không phải là nhỏ. Cao thăng tự hồ đối với những người phàm tục này không có mấy phần thân thiện. Thì ra là thế. Xem ra một bộ tiên gia công pháp cấp cao đối với những chân tiên, như chúng ta xác thực rất trọng yếu. Hàn lập gật đầu, bắt đầu đánh giá tình hình. Thạch kỳ điện chúng ta đối với tiên nhân phi thăng tương đối coi trọng, so với các thế lực khác thì điều kiện tốt hơn nhiều hơn nữa đạo hữu trước tiên có thể đảm nhiệm chức vụ khách thanh ngoại môn của bản điện qua mấy trăm năm nếu như cảm thấy bản điện không thích hợp với mình chỉ cần giao lại tiên ra công pháp cùng một số đồ vật nhận được từ bản điện là có thể rời đi bản điện cũng không có tiến hành ngăn trở cao thăng tựa hồ nhìn ra tâm tư của hàn lập do dự chưa dứt khoát cho nên mới nói ra những lời này còn có điều kiện này tốt nếu cao huynh đã nói như vậy hàn mỗ trước tiên xin đến thăm quý điện một chuyến ánh mắt hàn lập lóe lên rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình theo như lời đối phương hàn lập cũng xác định được chuyện trọng yếu nhất bây giờ là chuyển hóa thiên nguyên lực chính thức bước vào cảnh giới chân tiên với tình hình hiện nay của bản thân hàn lập trước phụ thuộc vào một thế lực lớn trong khoảng thời gian đó từ từ tìm hiểu tiên giới đây là một sự lựa chọn không tệ cao thăng biết được sự lựa chọn của hàn lập tự nhiên đại hỷ tay áo vung lên một đạo hư ảnh từ sau lưng hắn tách ra ngưng tụ thành một cao thăng khác mặc áo bào màu bạc Ngươi ở lại nơi này trực thay ta một thời gian ngắn, ta đưa Hàn Đạo Hữu trở về Thạch Kỳ Điện, đi nhanh về nhanh. Vạn nhất bị giám sát sứ phát hiện, ta không thể giúp ngươi che giấu quá lâu. Cao Thăng áo bào màu bạc mặt không biểu tình trả lời, "Ngươi cũng không cần lo lắng. Tòa phi tiên đài ở trên cao lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh, giám sát sứ sẽ không rỗi hơi mà đến một nơi xa như vậy. Lần duy nhất có giám sát sứ xuất hiện cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Với lại nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tháng ta sẽ quay trở lại." Cao Thăng không thèm để ý nói. Ngươi biết là được rồi. Đến lúc đó cũng đừng liên lụy đến ta. Cao Thăng áo bào màu bạc không nói gì thêm nữa, đi đến bên cạnh Thủy Trí khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái nhập định. Hàn Lập nhìn thấy tình cảnh này thì nét mặt tự nhiên có một tia kinh ngạc, khiến cho Hàn Huynh chê cười rồi. Đây chính là hóa thân mà ta bí mật tu luyện. Tuy thực lực còn chưa có bằng ta nhưng đối phó với một số gã chân tiên, hạ vị cũng dư sức. Có hắn thay ta làm việc, ta mới có thể an tâm rời đi. Đi, Cao Mỗ dẫn đạo hữu đến Thạch Kỳ Điện, Cao Thăng vừa cười vừa giải thích, một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên màn sáng xung quanh đài cao. Phốc, màn sáng bị điểm hai cái, mở ra hai thông đạo hình tròn. Cao Thăng nhanh chóng đi ra, Hàn Lập cũng đi sát theo sau. Vừa mới ra khỏi đài cao vài bước chân, lập tức có một cỗ kỳ hàn cuốn tới trước mặt. Mặc dù với thân thể cường hoành nhưng Hàn Lập cũng phải nhướng mày. Cao Thăng đứng bên cạnh nhìn Hàn Lập, không khỏi kinh ngạc. Bắc Hàn Tiên vực với tư cách là một trong tứ đại tiên vực, nhiệt độ ở đây hiển nhiên băng lạnh vô cùng, mà những bông tuyết kia ẩn chứa lực lượng kỳ hàn so, với trong không khí còn lợi hại hơn vài phần. Cho dù là những tiên nhân cấp thấp sinh trưởng ở trong Bắc Hàn Tiên vực cũng phải mang theo một hai kiện đồ vật phòng lạnh mới dám trực tiếp đi ra ngoài. Mà Hàn Lập mới chỉ mà một người vừa mới phi thăng trở thành tiên nhân, lại có thể không đổi sắc mặt đối diện với kỳ hàn như không có gì xảy ra. Điều này khiến Cao Thăng thầm kinh hãi tâm niệm cao thăng không ngừng chuyển động, nhưng động tác tay lại không có ngừng một chút nào. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đánh xuống một đạo pháp quyết màu trắng. Những bông tuyết cuồng vũ, hai đầu khổng tước trắng toát từ dưới lớp tuyết dày sông lên. Đạo hữu, mời. Cao thăng bước chân lên một đầu khổng tước, rồi mời hàn lập lên đầu khổng tước còn lại. Hàn lập mỉm cười, thân hình thoáng cái xuất hiện trên lưng đầu khổng tước kia. Cao thăng lập tức quát khẽ một tiếng, hai đầu khổng tước dương cánh mà bay. Cuối cùng hàn lập cũng đã có những bước đi đầu tiên trên tiên giới nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha